chương 1561. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1561. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi vô tận hư không phía trên, chúa tể cùng thiên chủ chiến đấu, làm người ta sợ. Thần mâu một phương, năm đại thần mâu cộng thêm diệu nhật chúa tể, thiên kiếm chúa tể cùng với tư không đạo, tổng cộng tám gã chúa tể cường giả. Năm đại thần mâu trong, vạn tượng thần mâu cùng sinh mệnh thần mâu, hơn nữa thiên tài chúa tể tư không đạo, phụ trách phòng ngữ. Mà tử vong, thời không, thiên phạt thần mâu, cộng thêm diệu nhật chúa tể cùng thiên kiếm chúa tể, phụ trách tấn công. Nhưng tình huống như vậy, bọn họ vẫn không có chiếm cứ ưu thế. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản bước tiến của ta. Thiên chủ bình thản trên sắc mặt, ẩn chứa uy nghiêm bá đạo. Âm ầm thiên chủ bốn phía, phong lôi điện hỏa, Xen lẫn hủy diệt chi ý, tàn phá bừa bãi tung hoành, không người dám tiếp cận. Hấp thu phá diệt bản nguyên sau, thiên chủ công kích uy năng, bay lên đến một tầng khác, phổ thông chúa tể căn bản khó mà ngăn chặn. Bởi vậy, thần mâu liên minh mới để cho ba tên chúa tể, chuyên môn phụ trách phòng ngự cấp độ. Dết. Tử vong chúa tể hết lớn một tiếng. Ba tên phụ trách công kích thần mâu chúa tể, đồng thời phát lực kia một đạo đen như nước sơn loạn lưu, xen lẫn thiên phạt lôi lực, bị một tầng thời không lực lượng bao khỏa, đánh thẳng thiên chủ. Thời khắc này, ba tên phụ trách tấn công thần mâu chúa tể, phối hợp tương đối hòa hợp, có khả năng đem lẫn nhau công kích dung hợp lại cùng nhau, tăng cường uy năng. Bên kia, thiên kiếm chúa tể tay cầm một thanh tàn phá cổ kiếm, rất nhỏ nhất họa, một đạo quát tháo kinh thiên hư bạch ánh kiếm, chém rơi mà đi. Mà Diệu Nhật Chúa Tể, đã hóa thành một con kim hồng sắc chim to, mở miệng phục lên ra một đoàn hỏa diễm nóng rực phong bạo. Cúc Thiên chủ quát lạnh một tiếng, kia thái cổ thần ma thể, bộc phát ra một cổ đáng sợ thần lực, lệnh phụ cận hư không đổ nát. Song quyền liên tục oanh ra, từng đạo kinh thế chi quyền, càng quét mà ra, phá diệt hết thảy. Giữa sông phương liều mạng, như sấm chớp, không đến sát na, liền giao thủ mấy chục cái hội hợp. Thật mạnh thái cổ thần ma thể, so trước mạnh hơn. Triệu Phong nội tâm thầm kinh hãi. Theo lý thuyết, thiên chủ tiến hóa chỉ có thiên đạo thần mâu, nhưng Triệu Phong lại cảm giác thiên chủ thái cổ thần ma thể cũng so trước cường đại hơn thêm. Bỏ ra thiên đạo thần mâu, vừa vặn dựa vào thái cổ thần ma thể, thiên chủ cũng mạnh hơn bất kỳ một gã thần mâu chúa tể. Như vậy tới nói, thiên chủ nhất định là có hoàn chỉnh thái cổ tộc huyết mạch, cũng có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Phanh 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 phanh. Ngưng mắt nhìn một hồi thần mâu chúa tể cùng thiên chủ chiến đấu, triệu phong mắt trái liền không khỏi nhảy lên. Khi mộng huyển ngân cầu, rung động không ngớt, mộng huyển bản nguyên lay động mà ra. Lúc này, vẫn là làm ta có thể làm đi. Triệu phong quay sang, quét về phía chúa tể phía dưới chiến trường. Tuy rằng hắn có thứ chính thần mâu, nhưng bây giờ triệu phong thực lực còn chưa đủ để lấy chen chân chúa tể chiến trường, ngược lại sẽ trở thành phe địch đột phá khẩu, bị thiên chủ thừa lúc vắng mà vào. Mặt khác, bị thần mâu cùng với thiên đạo thần mâu kích thích, triệu phong mộng huyễn thần mâu tự hồ thập phần hưng phấn, đại lượng mộng huyễn bản nguyên phát tiết mà ra. Lúc này, triệu phong cảm thụ được liên tục không ngừng mộng huyễn bản nguyên chi lực, vừa vặn có thể thông qua đại chiến, phát tiết ra ngoài. Vét. Yes. triệu phong thân hình lóe lên, vút qua mà ra. Có không gian ngụy tổ khí hắn, hơn nửa thời không pháp tắc tốc độ của hắn tại phía trên chiến trường này, có thể nói chiếm cứ điểm cao nhất. Suy, bay nhanh đi về phía trước, hồn ám lôi quan hiện lên, lưu lại một con đường máu, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ra tay toàn lực triệu phong, đỉnh tim thần vương cũng có thể chém giết, tại phía trên chiến trường này, hầu như không có gì uy hiếp. Mà hắn đối với địch nhân tới nói, chính là một cái sát thần, một cái cấm kỵ. Mau lui lại. Tiếng kêu sợ hãi liên miên không ngừng, phụ cận cường giả, nhào nhào rút lui. Nhưng là, Triệu Phong tốc độ quá nhanh, hắn ý định muốn giết người, đối phương là thế nào cũng không khả năng đào tẩu. Trong chiến trường, Triệu Phong tùy ý hoành hành, giết chóc không ngừng. Không được. Ngũ thần sứ sắc mặt cả kinh, nội tâm run rẩy. Hắn bị Triệu Phong theo dõi. hưu u, u, ngũ thần sứ thể nội bộc phát ra một cổ bá đạo tà ác ma lực, toàn thân hắc tử lưu quan lượng quanh, bay nhanh bỏ chạy chết đi triệu phong đuổi mà lên không ngừng tới gần không ngũ thần sứ vạn phần tức giận trước hắn một mực chú ý triệu phong cùng hai đại thần vương chiến đấu hai đại thần vương sau khi chiến bại hắn đã tận lực cách xa triệu phong nhưng vẫn là bị đụng tới liền hai đại luân hồi bất diệt thể thần vương đều chết vào triệu phong trong tay hắn đối mặt triệu phong lại có cái gì sức chống cự nói cũng phải hắn ngay cả chạy trốn đều là uổng công hưu 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 triệu phong bàn tay vung lên mấy chục thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm ngưng tụ mà thành bắn ra phong tỏa ngũ thần sứ sở hữu đường lui trong hai đạo hỗn độn lôi kiếp kiếm xỏ xuyên qua ngũ thần sứ thân thể làm hắn thân hình cứng đờ hỗn độn lôi đồng mắt trái vận chuyển một cái cường hãng đồng thuật nháy mắt quanh ra quanh phốc chỉ thấy ngũ thần sứ đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hỗn độn vặn vẹo lôi đình kiếm ấn. Lôi đình oanh tạc, ngũ thần sứ thân hình đều diệt. Diệt sát ngũ thần sứ về sau, Triệu Phong lại hướng nó địa phương giết đi, mục tiêu là thiên thần sứ trong còn lại người. An tâm muốn chết người không phải rất tốt, hết lần này tới lần khác muốn sống qua đây, cho thêm tự mình giết một lần. Bất quá, Triệu Phong cũng sẽ không keo kiệt trong tay kiếm. Cổ kia hung tàn sát ý lạnh như băng, lệnh phe địch nghe tin đã sợ mất mật, chạy tứ tán. Chỉ chốc lát sau, lại một tên thiên thần sứ vẫn lạc. Tên thứ hai, tên thứ ba, thẳng đến tên thứ tư. Hắc kim tàu chiến bên trong, nghịch thiên phái cao đúng vậy quan tâm đến một màn này. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục tiếp tục giết, người của chúng ta thì xong rồi. Một gã thiên cơ tộc lão giả, ánh mắt giận dữ. Như vậy thời gian ngắn ngủi, lại có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Vũ Lưu Bình tâm thần chấn kinh, Triệu Phong cường đại, đã ở trong lòng hắn lưu lại một bóng mơ. Chỉ có thể trước phái một gã thần vương, tạm thời chế trụ người này. Hữu hộ pháp nghiến răng nghiến lợi, có một số không biết làm sao. Thần mâu phe liên minh, chuẩn bị đầy đủ, lại có trí giả phái tương trợ, thực lực vượt xa nghịch thiên phái tưởng tượng. Cho dù như vậy, vẫn là nghịch thiên phái chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, triệu phong trắng trận đồ sát, đối với toàn bộ chiến trường, tạo thành khá lớn ảnh hưởng, hầu như hòa nhau cục diện. Căn cứ hữu hộ pháp phán đoán, bọn họ bên này, hầu như không người có thể đánh chết Triệu Phong. Đã như vậy, chỉ có thể trước chế trụ Triệu Phong, không cho hắn tiếp tục đồ sát. Suy, ở trên chiến trường tung hoành lui tới Triệu Phong, giết địch nhân, một mảnh tán loạn, sợ mất mật. Nhưng vào lúc này, một đạo máu tanh gầm lên truyền đến. Tiểu tử, chớ có càng rỡ. Dứt lời, một đạo đỏ sậm huyết mang, cấp tốc lái tới, hóa thành một gã người khoác huyết bào trung niên nam tử. Huyết linh thánh địa, sát huyết thần vương. Huyết linh thánh địa chính là bị thiên chủ dẫn đầu công hãm thánh địa, sát huyết thần vương bây giờ đã là luân hồi bất diệt thể. Muốn chiến liền chiến. Triệu phong thân hình bạo sông mà ra, quanh thân hỗn độn lôi kiếp lực lượng trao động. Tới gần sát huyết thần vương sát na, triệu phong bốn phía liền hình thành mấy chục thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, đồng thời bắn ra. Vù vù. Sát huyết thần vương bay lượng mà lên, tản mát ra từng trận huyết hồng gần sóng, lấy nhỏ nhất thương tổn, tránh được Triệu Phong một kích này. Chém. Triệu Phong ánh mắt chút ngưng, trong tay ngưng tụ một thanh không gì sánh được nặng nề hỗn độn lôi kiếp kiếm, chém vào mà ra. Sát huyết thần vương bàn tay vung lên, phóng xuất ra một cái huyết sắc vòng xoáy, ngăn chặn tại phía trước. Kia huyết sắc trong vòng xoáy thần lực, cùng bảo thích dết chóc uy năng cực mạnh. Hưu, u, u, khi triệu phong trảm diệt kia vòng xoáy thời điểm, sát huyết thần vương thân hình vừa lui, né tránh một kích này. Nghĩ kềm chế ta. Triệu phong thời khắc này hiểu. Này sát huyết thần vương tuy rằng khí thế hừng hực, nhưng chính là tới chế trụ tự mình, cổ kia sát ý là sát huyết thần vương tự thân có đủ, căn bản không phải nhằm vào triệu phong. Ngươi biết cũng không có biện pháp. Sát huyết thần vương quỷ dị cười một tiếng, thân là đỉnh tim thần vương, hắn không cùng Triệu Phong đánh nhau chết sống, Triệu Phong lẽ nào có thể đánh chết hắn sao? Hắn cũng không tin, Triệu Phong sẽ chọn tránh chiến. Ngươi quá tự tin, hơn nữa ngươi còn quá coi thường thứ chính thần mâu. Triệu Phong không khỏi cười một tiếng. Mắt trái trong mộng huyển quan mang lưu chuyển, đại lượng mộng huyển bản nguyên phát tiết mà ra. Mộng huyển hóa. Thiên địa lấy Triệu Phong làm trung tâm, cấp tốc bịt kín một tầng mộng huyễn sắc thái. Ở mảnh này sáng lạng không gian, mọi người tâm thần tức khắc sinh ra không rõ dị dạng cảm giác, tự thân các phương diện trạng thái, cấp tốc hạ thấp. Triệu Phong nháy mắt điều chỉnh, đem mộng huyễn hóa hiệu quả, tập trung ở sát huyết thần vương trên thân. Đi. Nhìn thấy này màn, sát huyết thần vương lập tức rút lui, ít nhất phải rút khỏi mộng huyễn hóa phạm vi. Không gian cắt đứt, triệu phong thôi động ngụy tổ khí lăng hư thân là ngụy tổ khí nó cũng không chỉ có phòng ngự công năng không gian cắt đứt chính là nó tự thân năng lực một trong bạch sát huyết thần vương phía sau hư không trào động hình thành một đạo rắn chắc không gì sánh được cắt đứt hết thảy vách tường không gian ngụy tổ khí sát huyết thần vương sắc mặt trầm xuống trong lòng thầm mắng bây giờ hắn chỉ có thể cải biến phương hướng rồi dùng không gian cắt đứt tạm thời ngăn cản sát huyết thần vương, Triệu Phong liền sẽ không dễ dàng như vậy thả đi đối phương. Hỗn độn chi vực Hỗn độn chi lực phóng thích mà ra Một mảnh hôn ám vặn vẹo lĩnh vực cùng mộng huyễn hóa lĩnh vực, trọng điệp lên nhau. Tại song trọng lĩnh vực dưới tác dụng, sát huyết thần vương bị áp chế lớn hơn, bản thân tốc độ của hắn cùng thân pháp đều rất không sai, nhưng hôm nay lại bị triệt để chế trụ, mất đi hiệu quả. Huyết Linh Bạo sát huyết thần vương sắc mặt một lệ, thể nội bộc phát ra một cổ kinh sát thiên địa máu tanh lực lượng. Oanh âm. Sát huyết thần vương thân thể, hóa thành một đoàn đỏ sậm huyết đoàn, cũng bỗng nhiên vỡ ra tới. Khi một cổ huyết sát chi lực, nháy mắt tách ra hỗn độn chi lực ảnh hưởng, mà sát huyết thần vương hóa thành một đạo vết máu, cấp tốc tiêu thất. Người không đi được. Triệu phong sắc mặt trùng mình, song trưởng hợp lại, toàn bộ hỗn độn chi vực trao động mà lên có mộng huyễn thần mâu triệu phong đối với sát huyết thần vương nhất cử nhất động như lòng bàn tay đối với sát huyết thần vương bí kỷ hắn sớm có phòng bị sát huyết thần vương chẳng qua là tới kềm chế triệu phong nguyên do hắn chỉ cần làm được hai điểm là được đầu tiên là không bị triệu phong giết chết thứ nhì là cuốn lấy triệu phong để cho triệu phong không thể giết người khác ông ông đại lượng mộng huyễn bản nguyên trào động mà lên mộng tưởng thành thật năng lực phát động trong chớp mắt ấy Sát huyết thần vương tốc độ bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm rãi, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng đã đầy đủ hỗn động tỏa, toàn bộ hỗn động chi vực hỗn động chi lực trào động mà lên, hướng sát huyết thần vương bao khỏa mà đi. Hỗn động tỏa một khi hình thành, liền không ngừng thôn phệ địch nhân sở hữu lực lượng. Mới vừa thi triển bí thuật sát huyết thần vương, vốn là có một đoạn suy yếu kỳ, mà hắn chẳng những không có đào tẩu, trái lại bị triệu phong khốn trụ. Diệt. Triệu Phong vận dụng Mộng Huyễn Bản Nguyên, sử dụng Mộng Huyễn hóa lực lượng. Thời khắc này, hắn Mộng Huyễn Bản Nguyên thập phần đầy đủ, căn bản không cần tiết kiệm, tùy ý tiêu xài. Đối mặt Mộng Huyễn Bản Nguyên lực lượng, sát huyết thần vương vô pháp ngăn chặn, thân hình từ từ tiêu tán. Cho dù hắn có luân hồi bất diệt thể, lại theo không kịp hỗn độn tỏa thôn phệ tốc độ cùng Mộng Huyễn hóa huyễn diệt tốc độ. Sát huyết thần vương thân thể, một chút tiêu thất không nghĩ tới ta nhanh như vậy, lại được chết một lần. Sát huyết thần vương thấp giọng cười nói. Hắn đối với triệu phong ra tay, không phải bản ý, trở thành luân hồi bất diệt thể, hắn chỉ có thể theo như nghịch thiên phái mệnh lệnh hành sự. Hô! Chỉ chốc lát sau, sát huyết thần vương hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này đây, triệu phong đơn độc cường sát thần vương. Này một màn, càng là lệnh nghịch thiên phái một phương, tâm thần rung rung, ngốc trễ thất thanh nhưng vào lúc này, Vũ Thiên Vu bỗng nhiên cho Triệu Phong truyền âm. Triệu Phong, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, quấy nhiễu phe địch tàu chiến, nếu là có thể phá hư nào đó chút trang bị, tự nhiên tốt nhất. Thiên cơ tộc hai chiếc tàu chiến, lực phá hoại mười phần, là trên chiến trường đại sát khí một trong. Được, chính có ý đó. Triệu Phong gật đầu. Hư, u, u, cực quan lóe lên, Triệu Phong kéo lấy hỗn độn lôi kiếp chi lực, một trận hành hạ đến chết cũng cấp tốc tiếp cận nghịch thiên phái phía sau tàu chiến. Nhìn thấy này một. Nghịch thiên phái cao tầng, không khỏi đoán đến triệu phong mục đích. Mục tiêu của hắn là nơi này. Vũ Lưu Bình tâm thần rung lên, không hiểu bắt đầu sợ hãi. Hừ, vừa vặn, hắn nếu là dám tiếp cận ta mới tàu chiến, ta để cho hắn có đến mà không có về. Tả hộ pháp sắc mặt âm u, lộ ra vẻ dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1562 Không ai có thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1562 Không ai có thể ngăn cản trí giả phái bạch ngân tàu chiến, do thời gian cấp bách, các phương diện tính năng không phải rất đầy đủ, nguyên do trí giả phái chuyên chú phòng ngự cấp độ. Mà nghịch thiên phái hắc kim tàu chiến, các phương diện đầy đủ hết, đặc biệt là công kích tính năng, không gì sánh được. Đầu tiên, hai chiếc trên tàu chiến mới đều có cỡ lớn phá diệt hệ vũ khí. Chẳng qua chiến trường hỗn loạn, địch ta hỗn tạp, loại này vũ khí phát huy không được bao lớn tác dụng. Nhưng trừ lần đó ra, tàu chiến bốn phương tám hướng đều có cỡ nhỏ phá diệt vũ khí trang bị, cùng với công kích trận pháp, đối với toàn bộ chiến trường ảnh hưởng cực lớn. Đối với Nghịch Thiên phái Hắc Kim tàu chiến công kích Phe mình thành viên cũng chỉ có thể phòng ngự cùng né tránh, chớ không có cách nào khác. Cao thủ trong quyết đấu, một cái phân thần đều đủ để trí mạng, huống chi là tàu chiến quấy nhiễu. Nhưng đối mặt loại tình huống này, phe mình thành viên cũng không thể làm gì, kia hai chiếc tàu chiến hỏa lực thực sự quá mạnh, cường giả căn bản không đến gần được. Trước có một gã thần vương cường giả muốn tới gần hắc kim tàu chiến, lập tức bị vô số hỏa lực tập trung công kích, không đến một sát liền trọng thương đào tẩu. Mà giờ khắc này, Triệu Phong đã tới đến chiến trường phía sau. Phụ cận mọi người, không khỏi đoán đến Triệu Phong mục đích. Không biết hắn có thể hay không ảnh hưởng tàu chiến phe địch. Chỉ hy vọng như thế đi. Phe mình không ít thành viên, vẫn ông một tia hy vọng. Không có khả năng, coi như là đỉnh tim thần vương, cũng khó mà tiếp cận kia hắc kim tàu chiến. Thông đài vực kim long thần vương lắc đầu nói. Hắc kim tàu chiến trong, nghịch thiên phái cao tầng cũng nhận thấy được triệu phong hướng đi toàn bộ trên tàu chiến trận pháp vũ khí trang bị cũng bắt đầu điều chỉnh tự hồ định cho triệu phong đón đầu thống kích tới đi triệu phong sắc mặt trịnh trọng nghiễm nhiên không sợ thậm chí có vẻ mong đợi hắn mắt trái không ngừng rung rung tự hồ hưng phấn không thôi bây giờ triệu phong chỉ có một mục đích chiến thông qua cường đại chiến đấu chém giết tiến thêm một bước nghiền ép mộng huyễn thần mâu lực lượng theo khai chiến cho tới bây giờ hắn có thể tin tưởng cảm giác được tự mình phát huy ra mộng huyễn thần mâu lực lượng càng ngày càng mạnh thời khắc này triệu phong cấp thiết muốn cường đại hơn lực lượng một khi hoàn toàn phát huy ra mộng huyễn thần mâu lực lượng ta là có thể tham dự chúa tể chiến trường triệu phong thầm nghĩ trong lòng hắn vị trí chiến trường nhìn như to lớn vô biên nhưng chân chính có thể ảnh hưởng thắng bại vẫn là chúa tể cấp bậc chiến trường mà thân là thứ chính thần mâu hắn, bây giờ vẫn không thể chen chân, điều này làm cho Triệu Phong có một số không cam lòng. Sư Triệu Phong thân hình nhảy lên, bay vọt mà ra, lại chính diện tới gần nghịch thiên phái tàu chiến. Được, đã ngươi chủ động tự tìm đường chết, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Hắc kim tàu chiến bên trong, tả hộ pháp khuôn mặt dữ tợn. Hắn cùng với hữu hộ pháp, thân là nghịch thiên phái hộ pháp, nhưng am hiểu phương diện bất đồng tả hộ pháp thực lực cường hãn, nắm giữ cổ vu tộc đủ loại đáng sợ vu thuật, nguyền rủa, ngay cả hoa phong thần vương, đều chỉ có thể kềm chế. Mà hữu hộ pháp là thiên cơ tộc người, không cường hãn đến mức nào chiến đấu huyết mạch, chẳng qua là có luân hồi chi mâu. Hắn trong tối, trưởng khống nghịch thiên phái đại cục, nắm giữ thiên cơ tộc tài nghệ, tại thiên cơ tộc lãnh địa, hắn tài năng phát huy ra cường đại lực lượng. Tấn công Hữu hộ pháp tức khắc vừa quát, hắc kim tàu chiến bên trong còn lại thiên cơ tộc người toàn bộ theo như hữu hộ pháp mệnh lệnh hành sự ngoại giới hai chiếc hắc kim tàu chiến sở hữu hỏa lực nháy mắt hướng triệu phong tập trung mà đi nhìn thấy tình cảnh này thần mâu liên minh không ít cường giả tức khắc sợ hãi nghịch thiên phái đối với triệu phong không gì sánh được coi trọng này tấn công độ mạnh yếu đổi thành nó thần vương chỉ sợ nháy mắt đã bị dây mộng cảnh ngoại phóng triệu phong mắt trái bên trong, mộng huyễn bản nguyên không ngừng phát tiết mà ra. Vận chuyển tâm niệm lực lượng, hắn cấp tốc bệnh ra một cái cường đại mộng cảnh không gian, hơn nữa thả ra ngoài, thẩm thấu đến thiên địa bốn phía không gian bên trong. Tại mộng cảnh không gian bên trong, triệu phong các phương diện thực lực, được đến đề thăng. O ô, n, dê chi chi. Triệu phong bốn phía, ngưng tụ mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Khi vô số phong lôi điện hỏa công kích, hàng lâm mà đến thời điểm, đều phải tiến nhập mộng cảnh không gian. Mà ở mảnh không gian này, Triệu Phong thực lực, vượt xa lẽ thường. Oanh phốc phốc. Khi mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, thụ Triệu Phong ý niệm trưởng khống, bay nhanh múa động, đem sở hữu công kích, toàn bộ hủy diệt. Triệu Phong chân thật chiến lực, cũng có thể đánh chết đỉnh tim thần vương, tại mộng cảnh không gian bên trong, thực lực của hắn, vô hạn tiếp cận chúa tể. Đừng có ngừng hữu hộ pháp hết lớn một tiếng. Mộng đạo lực lượng đối với linh hồn cấp độ tiêu hao thật lớn, hắn không tin Triệu Phong chịu đựng được. Hưu hưu hưu. Công kích dày như mưa rào, không ngừng nghỉ chút nào. Mà Triệu Phong bốn phía hỗn độn lôi kiếp kiếm, cũng hóa thành một mảnh hỗn độn chi vực, tầng tầng trào lên, không ngừng ngăn chặn phe địch công kích. Khi một tầng hỗn độn lôi kiếp loạn lưu bị phá hư sau, tầng thứ hai lập tức bổ sung. Khoảnh khắc đi qua, Triệu Phong không có biểu hiện ra nhìn không được dấu hiệu, hơn nữa cự ly hắc kim tàu chiến, đã thập phần chi gần. Phát động cỡ trung phá diệt hệ vũ khí. Hữu hộ pháp tức khắc hạ lệnh. Cỡ lớn phá diệt hệ vũ khí, quy năng lớn nhất, nhưng phạm vi quá lớn, sẽ lan đến gần phe mình thành viên. Sớm đã chuẩn bị an bài xong, phát động. Vài tên thiên cơ tộc người, tức khắc đáp lại. Ông ông hai chiếc hắc kim tàu chiến bên trong, bỗng nhiên vương ra mấy chục cái hình tròn kim loại lỗ, bên trong hiện ra cuộn trào mãnh liệt đáng sợ thần lực ba động. Sắp tới sao? Triệu Phong khuôn mặt trầm xuống, hỗn độn chi vực quay cuồng mà lên, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Âm âm bỗng nhiên, hai chiếc khắc kim tàu chiến các nơi, bắn ra một đạo mấy chục trượng thô bạch tinh chùm tia sáng, bên trong thần lực tinh thuần không gì sánh được, tự hồ là mượn dùng cực phẩm thần tinh phóng ra, mà kia bạch tinh chùm tia sáng trong, còn ẩn chứa hủy diệt pháp tắc kia mỗi một đạo bạch tinh trùng tia sáng, mới vừa tiếp cận phổ thông thần vương, nhưng ở nghịch thiên phái trưởng khống dưới, sở hữu trùng tia sáng trong cùng một lúc, đánh trúng triệu phong, trong chấp nhoáng này bộc phát ra lực lượng đáng sợ, nếu không có triệu phong tại mộng cảnh không gian lĩnh vực, cũng không dám ngành kháng. Mộng huyển hóa Triệu phong mắt trái lần nữa vận chuyển, to lớn mộng huyễn bản nguyên, thấm vào thiên địa không gian. Mộng cảnh không gian, tăng phúc tự thân, mà mộng huyển hóa, còn lại là suy yếu phe địch hai người kết hợp với nhau hiệu quả tuyệt hảo mộng huyễn hóa cùng mộng cảnh ngoại phóng trùng điệp lệnh triệu phong bốn phía thế giới trở nên sáng lạng rực rỡ tươi đẹp ảo đẹp khiến người ta chút nào không tưởng tượng nổi đây là lúc chiến đấu cảnh tượng tranh họa phong thi triển ra mộng huyễn hóa suy yếu phe địch phá diệt hệ công kích triệu phong toàn lực phòng ngự đầu tiên hỗn độn chi vực trút lại hóa thành một cái hôn ám khối cầu đem triệu phong bao khỏa ở bên trong không gian chi lực triệu phong thôi động ngụy tổ khí lăng hư mượn dùng viên mãn không gian pháp tắc dung nhập hỗn độn chi vực trong tăng cường phòng ngự tính có thể sau cùng triệu phong thi triển hỗn độn lôi động đây là triệu phong trước mắt có khả năng phát động phòng ngự mạnh nhất quanh ông ông thân ở tầng tầng phòng hộ trong triệu phong bốn phía hết thảy đều ở đây rung rung hắn mắt trái xuyên thấu sở hữu quan sát được tình huống bên ngoài. Tại khổng lồ như vậy phá diệt hệ trong công kích, triệu phong mộng cảnh không gian đều bị xé rách, nếu không có có đại lượng mộng huyễn bản nguyên chống đỡ, có lẽ đã vỡ vụn. Quanh từ từ hỗn độn chi vực ô dù chậm rãi tiêu mài, kia phá diệt hệ công kích, hàng lâm tại hỗn độn lôi động phía trên. Thời khắc này tới từ nghịch thiên phái tấn công, đi qua tầng tầng suy yếu, uy năng không bằng trước đây, nhưng hỗn độn lôi động cũng như trước một chút xíu bị phá ra không linh tráo. Triệu Phong thôi động ngụy tổ khí, lăng hư, thi triển ra năng lực phòng ngự của nó. Chỉ thấy, một tầng bạc sậm trong suốt không gian chi lực, áp súc thành một tầng lồng sáng, đem Triệu Phong bảo hộ ở bên trong. Tàu chiến bên trong. Nghịch thiên phái thành viên mỗi cái tâm thần căng thẳng, chẳng ai nghĩ tới, Triệu Phong có thể kháng đến loại tình trạng này. Mắt nhìn kia bảo hộ Triệu Phong không gian lồng sáng, một chút tán đi, nhưng bọn hắn phát động công kích cũng sắp tiêu thất. Sau cùng, Triệu Phong cũng không có bị cái gì thương thế. Nguy hiểm thật. Triệu Phong thở phào nhẹ nhõm. Có khả năng ngăn trở một kích này, chủ yếu vẫn là bạn bạc mộng huyễn bản nguyên, cùng với ngụy tổ khí xuất sắc lực phòng ngự. Đỡ được. Trên chiến trường, rất nhiều cường giả giống như xem quái vật một mắt nhìn chầm chầm Triệu Phong. Này cường hãng công kích, ở đây đã tìm không ra người thứ hai có thể đỡ đi. Tiểu tử này ta không làm gì được hắn sao? Hữu hộ pháp sắc mặt thập phần khó coi. Thân là thần mâu sở hữu giả, triệu phong lực lượng, tại liên tục đại chiến cùng thần mâu dưới sự kích thích, không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ không bao lâu là có thể lột xác thành một gã khác thần mâu chúa tể. Hừ, thiên chủ thì sẽ trừng trị hắn. Hữu hộ pháp sắc mặt chợt biến hóa, hừ lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, tàu chiến bên ngoài triệu phong lên tiếng nên ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Di thiên chi mâu, triệu phong đồng lực ý chí mang theo huyết mạch nhãn đồng, nhảy ra thần thể, bay tới trong hư không. Khổng lồ kia mộng huyễn ngân mâu, cho người ta khó diễn tả được đè nén. Thần mâu phục chế, linh hồn cấp độ, quát khẽ một tiếng truyền đến. Khi trong mộng huyễn, tràn ngập ra đại lượng mộng huyễn quan vụ. Bỗng nhiên, kia mộng huyễn quan vụ trong, rọi sáng ra một sợi ánh sáng trắng lập tức một đạo kinh người màu trắng cột sáng bạo kích mà ra mục tiêu chính là hữu hộ pháp chỗ ở kia một chiếc hắc kim tàu chiến nguyên bản triệu phong là khó mà phục chế cao cường như vậy độ công kích nhưng là mộng huyễn bản nguyên không ngừng trào ra quả thực là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn hơn nữa phục chế thời gian khá lâu nguyên do triệu phong thành công tàu chiến bên trong làm sao có thể việc lớn không tốt làm sao bây giờ Mọi người thấy như vậy một màn, hai tay run rẩy, thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, Triệu Phong có thể thi triển ra công kích như vậy, quả thực chính là đưa bọn họ mới vừa tấn công, biến thành tự mình, trái lại công kích bọn họ. Hát Kim Tàu Chiến tuy rằng cũng có cực mạnh năng lực phòng ngự, có thể vừa mới đang đứng ở tấn công trạng thái, khó mà nhanh chóng như vậy cắt. Oanh âm. Một đạo bạch tinh cột sáng, nhảy vào Hát Kim Tàu Chiến hạch tâm hắc kim tàu chiến mỗi cái bộ vị, ánh lửa ngút trời, khói đậm nổi lên bốn phía. Thật tốt quá! Phe mình nhân viên cũng không ngờ tới, sau cùng lại có thể sẽ phát sinh như vậy xoay chuyển. Triệu Phong không phải phá hư tàu chiến một phần nhỏ, mà là trực tiếp hư hao hạch tâm, hầu như làm cả tàu chiến liệt. Phía sau bạch ngân tàu chiến, Vũ Thiên Vu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư Di Thiên Chi Mâu tiêu thất, linh hồn trở về bản thể. Triệu Phong thân hình nháy mắt lao ra, bay về phía kia hư hao hắc kim tàu chiến. Hắc kim tàu chiến trong, tử thương thảm trọng. Chạy nhanh. Sở hữu còn sống thành viên, cũng suy đoán đến, Triệu Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này, tức khắc bỏ chạy. Hưu u u hữu hộ pháp hóa thành một đạo khói đen, từ đó chuộng mất ra. Hữu hộ pháp tuy rằng cũng là đỉnh tim thần vương, nhưng hắn cũng không am hiểu chiến đấu, cũng sẽ không cùng thời khắc này Triệu Phong đi chiến đấu ngươi trốn không thoát. Triệu phong bình thản thanh âm lạnh như băng truyền đến, nó tiểu tạp ngư có thể không chú ý, hữu hộ pháp nhân vật như vậy, có thể nào phóng qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1563 Thiên đạo VSC Thiên đạo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 1563 Thiên đạo VSC Thiên đạo thấy Triệu Phong sớm liền tập trung tự mình, không để ý người khác hướng mình tới, hữu hộ pháp tâm thần hơi rét. Tuy rằng hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng là thiên cơ tộc đỉnh tim thần vương, chẳng qua là hữu hộ pháp biết, lấy tự mình thực lực, vô pháp đối kháng Triệu Phong, mới lựa chọn chạy trốn. Hưu 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 bàn tay vung lên, mấy chục thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm ngưng tụ mà thành, bắn ra. Mà hữu hộ pháp không né không tránh, tốc độ cao nhất bỏ chạy. Quanh phanh mắt nhìn mấy thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm, xỏ xuyên qua hữu hộ pháp thân thể, nhưng hắn có luân hồi bất diệt thể, tàn phá thân thể rất nhanh thì khôi phục. Cùng lúc đó, Nghịch Thiên phái khác một chiếc tàu chiến, đổi vi phòng ngự trạng thái, hướng bên này tới gần, cứu hữu hộ pháp. Lưu lại, lão Ô Quy. Triệu Phong không khỏi quát lạnh. Nghe được tiếng mắng, hữu hộ pháp nội tâm nổi điên thân là nghịch thiên phái hữu hộ pháp, hắn khi nào bị người như vậy nhục mạ. Bất quá, hữu hộ pháp vẫn là bảo trì lý trí, tiếp tục đào tẩu. Thế nhưng, triệu phong tốc độ vốn liền mau hơn hữu hộ pháp, hơn nửa hữu hộ pháp trong nháy mắt chần chờ. Hưu, u, u, triệu phong bay nhanh áp sát hữu hộ pháp. Nhập mộng. Mắt trái vận chuyển, cấp tốc bệnh thành một cái mộng cảnh. Triệu phong trong mắt trái, tản mát ra một cổ trí mạng lực hấp dẫn, lệnh hữu hộ pháp tâm thần khó khăn thủ tốc độ vừa chậm nhập mộng cũng biến thành mạnh hơn triệu phong nội tâm thầm mừng mộng huyễn thần mâu lực lượng càng ngày càng lớn mạnh không chỉ là mộng huyễn hóa cùng với mộng tưởng thành thật năng lực còn bao gồm nhập mộng lúc đầu triệu phong chỉ tính toán ảnh hưởng một chút hữu hộ pháp là được thế nhưng nhập mộng hiệu quả vượt xa dự liệu của hắn bất quá vẫn chưa đủ lấy đem hữu hộ pháp trực tiếp kéo vào đi hỗn độn lôi đồng. Mắt trái chuyển đổi, cường hãn công kích đồng thuật thi triển mà ra. Quanh phốc. Hữu hộ pháp đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hôn ám lôi đình kiếm ấn, bên trong vô cùng lực lượng, hướng phía dưới đánh tới. Bởi vì lúc trước nhập mộng ảnh hưởng, hữu hộ pháp ý thức có một số lẫn lộn, đạo này hỗn độn lôi đồng uy lực, trình độ lớn nhất thả ra ngoài, quanh kích hữu hộ pháp linh hồn, thân thể. Hỗn độn tỏa. Triệu Phong phóng xuất ra to lớn hỗn độn chi lực, hai tay hợp lại. Khi như sóng biển cuồn cùng, cùng hỗn độn chi lực, lượng quanh tại hữu hộ pháp quanh thân, như muốn đem bao khỏa. Nhưng vào lúc này, hữu hộ pháp ý thức khôi phục thanh tĩnh. Bạch. Hắn lập tức ném ra mấy cái kim loại cục sắt, trên lóng lánh rất nhiều thần bí thiên cơ văn tự, thúc giục ra một cổ lực lượng cường đại. Trận pháp sao? Triệu Phong mắt trái chút ngưng, mộng huyễn bản nguyên điều động mà ra, mộng tưởng thành thật lực lượng vận chuyển. Thoáng chốc, trong một cái kim loại cục sắt, tiêu thất. Đối với thể tích tiểu, bản thân không có đủ bao lớn lực lượng, cần thúc dục đặc thù trang bị, triệu phong năng lực này, có khả năng đơn giản đem bôi tiêu tan. Cái gì? Hữu hộ pháp tâm thần run sợ. Tự mình ném ra đi dụng cụ kim loại, là trận pháp thôi động trang bị, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn hình thành, triệu phong liếc mắt một cái, tới khiến trong một cái thôi động trang bị tiêu thất cứ như vậy trận pháp tự nhiên không có khả năng hoàn chỉnh phát động hỗn độn lôi đồng triệu phong vận chuyển mắt trái lại là một cái cường đại đồng thuộc oanh kích mà đi cùng lúc đó hỗn độn tỏa lần nữa phát động a à, chịu hỗn độn lôi đồng rực rỡ hữu hộ pháp khôi phục ý thức thời điểm đã bị hỗn độn tỏa bao khỏa hắn lực lượng trong cơ thể từ từ bị thôn phệ Luân hồi bất diệt thể là bất tử bất diệt, nhưng rơi vào hỗn động tỏa, cũng bất lực. Hỗn động tỏa đúng không đoạn thôn phệ bị nhốt người lực lượng, hữu hộ pháp thân thể hủy có thể cấp tốc khôi phục, nhưng không có đủ khôi phục sức mạnh năng lực. Nhập mộng Triệu Phong lần nữa phát động này đồng thuật. Lúc này đây, suy yếu hữu hộ pháp, không có kiên trì bao lâu, liền bị Triệu Phong hút vào mộng cảnh không gian. Đây là Nơi nào hữu hộ pháp một mặt kinh nghi quan sát bốn phía vừa mới hắn rõ ràng bị triệu phong hỗn độn tỏa vây khốn làm sao sẽ bỗng nhiên đi tới nơi này nhưng vào lúc này phía trước xuất hiện một bóng người chính là triệu phong lúc này triệu phong lại cho hữu hộ pháp không gì sánh được cao lớn to lớn vô lực chống lại ảo giác ô ô n dê vù vù không gian trào động lực lượng đáng sợ nháy mắt tụ tập tại hữu hộ pháp trên thân tại sao có thể như vậy? Hữu hộ pháp bị đặt ở trên mặt đất, nhúc nhích không nội tâm kinh hải không ngớt. Này một không gian kỳ dị, Triệu Phong dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, hắn chút nào không sức chống cự. Nói, sau cùng một mảnh không gian tổ khí tàn phiến ở đâu? Triệu Phong lạnh giọng chất vấn, đáng sợ khí tức áp lực, luôn luôn xâm nhập hữu hộ pháp. Trước tại chiến trường chém giết thời gian, Triệu Phong chung quanh du vọt, cũng là muốn lợi dụng trên người ngụy tổ khí, cảm ứng một mảnh kia không gian tổ khí tàn phiến vị trí, kết quả lệnh Triệu Phong có một số thất vọng. Ha ha, ngươi cả đời cũng không tìm tới. Hữu hộ Pháp cười lớn một tiếng. Xem ra, ngươi còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình đi. Triệu Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hắn một tay vươn ra, phách tại hữu hộ Pháp đầu lâu phía trên. Hữu hộ Pháp biết, Triệu Phong muốn sưu hồn, thế nhưng hắn phát hiện, tự mình liền tự bạo đều làm không được một lát sau biết được câu trả lời triệu phong trên mặt sương lạnh giăng đầy hư hư lạnh một tiếng một cỗ tuyệt cường lực lượng xung kích ra đem mộng cảnh không gian hữu hộ pháp hủy diệt cùng lúc đó ngoại giới oanh phanh hữu hộ pháp thân thể bỗng nhiên vỡ ra tới nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh loại tình huống này coi như là luân hồi bất diệt thể cũng vô pháp chữa trị tình huống thế nào ngụy tổ khí lăng hư không khỏi hỏi bây giờ nó chỉ kém sau cùng một mảnh là có thể trở thành hoàn chỉnh tổ khí nó làm sao không gấp bị hủy triệu phong cúi đầu nói nghịch thiên phái không phải người ngu biết triệu phong được đến ngụy tổ khí nhất định sẽ tận lực tu bổ nguyên do nghịch thiên phái cầm trong tay nắm giữ tổ khí tàn phiến hủy diệt rồi chú tể chiến trường biết phía dưới trên chiến trường tình huống thiên chủ sắc mặt âm u không gì sánh được oanh phanh bồng Thiên chủ trên thân chợt bộc phát ra một cổ oanh động chư thiên bá đạo khí tức, vô cùng kim ngân lưu quang, nhùm khắp thương khung. Này thái cổ huyết mạch, quả thực chính là chân chính thái cổ tộc. Tử vong chúa tể nội tâm khẽ run. Cho dù không sử dụng thiên đạo thần mâu, bằng vào thái cổ tộc huyết mạch, Tử vong chúa tể đều không phải là thiên chủ đối thủ. Ăn ta một chiêu này. Thiên chủ trong hai tay từ từ ngưng tụ một viên kim ngân lưu quang đang dịch đầu lâu trên tràn ngập ra một cổ uy chấn thương khung thái cổ khí tức giờ khắc này thiên chủ trên thân tụ tập lực lượng lệnh thiên địa rung rẩy đối diện mấy đại thần mâu chúa tể nội tâm hơi rét cường hãn như vậy một kích bọn họ có thể hay không tiếp được ai cũng không dám xác định sử dụng cái kia đi thiên phạt chúa tể sắc mặt trịnh trọng phía sau bạch ngân tàu chiến bên trong liễu cầm hâm sắc mặt phức tạp sử dụng cái này về sau coi như là ta vận mệnh thần mâu cũng khó mà dự liệu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì trước mắt mới thôi chiến đấu vũ thiên vô cùng liễu cầm hâm dựa vào mệnh đạo lực lượng trong tối tả hữu chiến trường thế nhưng một khi mấy đại thần mâu vận dụng lá bài tẩy kế tiếp tình thế phát triển liền khó mà dự liệu không có biện pháp chỉ có phương pháp này có thể đánh bại thiên chủ tử vong chúa tể trong mắt đen nhánh âm u không gì sánh được bọn họ thần mâu đã tới cực hạn, mà thiên chủ thiên đạo thần mâu còn có thể trưởng thành, lúc này đây nếu không có thể đem diệt trừ, tiếp theo thiên chủ hiện thân, có lẽ sẽ càng cường đại hơn. Các ngươi đều đồng ý, cứ làm như vậy đi. Liễu cầm hâm thở dài một tiếng, để thắng lợi, chỉ có thể bí quá hóa liều. Thái cổ chi nộ. Thiên chủ rít gạo một tiếng, song trưởng đẩy dời đi, kia kim ngân đầu lâu, bay nhanh hàng lâm mà đến, cũng kéo ra miệng rộng, phát ra vô cùng phẫn nộ rít gào. Thiên đạo thần mâu vận chuyển, đầu lâu kia trên đốt lên liệt hỏa, dường như dài ra một đầu hỏa diễm tóc dài. Sau một khắc, đầu lâu kia mắc vì đó, lượn quanh lôi điện. Ngay sau đó, đầu lâu bề ngoài, tái hiện một tầng dày nặng nham thạch, mà kia giữ tận miệng rộng trong, thì tản ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Đừng quá đắc ý vênh váo. Thiên phạt chúa tể sắc mặt trịnh trọng, lôi quang lóe lên đôi mắt, toát ra ánh sáng chói mắt, đại lượng bản nguyên chi lực, trào động mà ra. Cùng lúc đó, còn lại thần mâu chúa tể, cũng là giống như vậy làm. Pháp quyết bắt, sở hữu thần mâu bản nguyên, hướng về phía trước không gian tụ tập mà đi, giao hòa không thôi, hình thành một mảnh hôn ám đục ngầu quan vụ. Bên trong tảng mát ra kinh hải phạm trụ lực lượng đáng sợ, chính là thiên chủ thiên đạo thần mâu, cũng là trung trung mà lên. Thần mâu hợp nhất chi pháp, Thiên chủ ánh mắt mở to, một mắt nhận ra. Thiên vu, là ngươi. Thiên chủ hơi biến sắc mặt, hướng về phía sau bạch ngân tàu chiến ngưng mắt nhìn mà đi. Không sai, ta cũng biết này bí pháp. Vũ thiên vu trực tiếp trả lời. Ở đây thần mâu chúa tể, tâm tình vô cùng kích động. Đối với thần mâu tề tụ, triệu hoán chí cao tổ đồng sự tình, bọn họ cũng không tin tường. Trước trong chiến đấu, bọn họ phối hợp lẫn nhau, dung hợp bản nguyên công kích, chính là đang vì cái bí pháp này làm chuẩn bị. Suy cho cùng bọn họ hành động thời gian, Vũ Thiên Vu mới đưa này bí pháp nói cho chúa tể, bọn họ còn không có thí nghiệm qua. Mặt khác, lần này dung hợp trong, Liễu Cầm Hâm vẫn chưa tham dự, suy cho cùng vận mệnh thần mâu chưa có hoàn toàn khôi phục, nếu là tham dự trong, nói không chừng sẽ lên phản hiệu quả. Oanh vù vù. Khi hôn ám đục ngầu trong màn sương lấp lóa, mơ hồ tái hiện một cái to lớn hư vô con mắt. Giờ khắc này, toàn bộ mang hoang thần vực, phạm trụ không gian rung động mà lên, giữa thiên địa, không biết nhiều ít địa phương, âm âm vỡ vụn. Chỉ có thể làm được loại trình độ này. Thiên phạt chúa tể cắn răng nói. Năm đại thần mâu thi triển này bí pháp, không gì sánh được gian nan, mỗi người đều bị to khổng lồ áp lực. Hơn nửa lần đầu thi triển, dung hợp tình huống cũng không tốt, hư u u oanh oanh kia to khổng lồ thiên đạo thần mâu trong, bắn ra một cổ đáng sợ trắng xám thần quang, bắn phá mà ra. Khi kim ngân đầu lâu, bị quét trúng, trên hỏa diễm, nham thổ, hủy diệt chờ lực lượng, từng tầng một tróc bông. Sau cùng, liền thái cổ tộc lực lượng, cũng từ từ tiêu thất. Đây là, thiên đạo tổ đồng lực lượng. Thiên chủ cả người cũng thay đổi, vô cùng kích động, ba cái con mắt mở to, thẳng nhìn chầm chầm kia hôn ám đục ngầu hư vô con mắt. Ông ông thiên chủ mi tâm con mắt, hơi hơi nhảy lên, lộ vẻ thập phần hưng phấn. Đoạt. Thiên chủ khẽ quát một tiếng, thiên đạo thần mâu điên cuồng vận chuyển. Một cổ khó diễn tả được hấp lực, tự hắn mi tâm con mắt, tản ra, bao phủ phía trước. Đều là thiên đạo chi lực, hắn tự nhiên có thể hấp thụ thiên đạo chi lực. Quanh vù vù năm đại chúa tể lần đầu ngưng tụ cổ lực lượng này, khó mà chưởng khống kia thiên đạo thần mâu trong tiết lộ ra thiên đạo chi lực bị thiên chủ thiên đạo thần mâu hấp thu không ít thiên chủ lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ mô dạng thở phào hít một hơi phải biết rằng lúc trước hắn ngưng tụ thiên đạo thần mâu cũng là thông qua vài lần đại chiến mấy năm thời gian mới thuần thục vận dụng thiên đạo thần mâu mà lần đầu thi triển thần mâu hợp nhất chi pháp ngưng tụ thiên đạo thần mâu chúa tể tự nhiên không dễ như vậy nắm giữ thiên đạo chi lực thiên chủ thừa dịp lúc này cơ, liền hấp thu không ít thiên đạo chi lực. Hừ. Năm đại thần mâu chúa tể nhận thấy được điểm ấy, từ từ lục lọi, khống chế cổ lực lượng kia. Đương nhiên, bị kích thích, không chỉ là thiên chủ thiên đạo thần mâu. Phía dưới, triệu phong mắt trái, truyền đến từng trận đau đớn, càng thêm mênh mông mộng huyễn bản nguyên, tại thần mâu không gian bên trong quay cuồng không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1564 Nguyên vẹn tổ khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1564 Nguyên vẹn tổ khí năm đại thần mâu chúa tể, thi triển thần mâu hợp nhất chi pháp, dung hợp ra một con nhìn qua cường đại hơn thiên đạo thần mâu. Tuy rằng cường đại hơn, nhưng cũng càng không ổn định suy cho cùng năm đại chúa tể chẳng qua là sử dụng bí thuật, thúc giục ra cổ lực lượng này, mà thiên chủ là dung hợp, là tính vĩnh cửu. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, mọi người đều bị này cổ lực lượng đáng sợ chấn động. Thiên địa băng liệt, nhật nguyệt điên đảo, phụ cận thiên địa đã không còn hình dáng. So với thiên chủ mạnh hơn lực lượng. Tả hộ pháp nội tâm khẽ ruông. Bạch ngân tàu chiến bên trong, liễu cầm hâm, vũ thiên vu nhìn chăm chú vào phía chân trời xa xôi. Đây là thiên đạo tổ đồng bộ phận lực lượng, nghĩ đến cần phải có thể đối phó, Vũ Thiên Xu. Vũ Thiên Vu Nỉ Non tự nói. Mà liễu cầm hâm vận mệnh thần mâu, tại đây hai cổ thiên đạo thần mâu khí tức dưới, tản mát ra to lớn hơn vận mệnh chi lực, kia vận mệnh thần mâu trong khí tức, càng ngày càng cường thịnh. Hiển nhiên, hai đại thiên đạo thần mâu, đối với liễu cầm hâm cũng có kích thích. Bất quá cho dù như vậy, hai đại thiên đạo thần mâu sinh ra, lệnh phạm trụ chấn động, Thiên đạo hỗn loạn, vận mệnh của hắn thần mâu đã khó mà dự liệu cái gì. Trên đường chân trời, thiên đạo lực lượng. Thiên chủ lộ ra cực dáng vẻ hưng phấn, mi tâm thiên đạo chi mâu nóng lòng rung rung. Năm đại chúa tể ngưng tụ ra lực lượng, làm hắn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc, mà lại bức thiết muốn có được. Nuốt. Thiên chủ thôi động tự mình thiên đạo thần mâu, đi hấp xả cổ kia cường đại chưa biết thiên đạo thần mâu lực lượng lần đầu tiên thi triển này bí thuật, hơn nữa cổ lực lượng này quá to lớn, nằm đại chúa tể không dễ như vậy trưởng khống. Thiên chủ thừa dịp lúc này cơ, hấp thu thiên đạo thần mâu lực lượng, lớn mạnh tự thân. Ô, ô, n, dê oanh oanh hai cổ thiên đạo chi lực, vẫn chưa giao thủ, chẳng qua là vô hình giao phong, bốn phía liền hôn thiên ám địa. Phía dưới chiến trường, sở hữu nhân viên, bị một cổ không thể địch nổi lực lượng ảnh hưởng, phát ra từ nội tâm hoảng sợ run rẩy, đề giai cường giả thậm chí muốn phủ phục tại cổ lực lượng này phía dưới. Đi. Hoa Phong Thần Vương lập tức hạ lệnh. Thời khắc này, chúa tể chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng. Áp sát quá gần, lúc nào bị trong lúc vô tình ảnh hưởng đến miễu sát cũng không biết. Lui. Bên kia, Tả Hộ Pháp thống lĩnh toàn cục, hiệu lệnh mọi người cách xa chúa tể cấp bậc chiến trường. Khi toàn bộ chiến trường cách xa thời gian, hỗn loạn không gian chỉ còn lại có Triệu Phong một người. Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, kia mắt trái tản mát ra càng thêm sáng lạng quan mang. Ông ông kia xoay tròn mắt trái trong, phóng xuất ra từng tầng một mộng huyễn quan toàn, lệnh phụ cận không gian, dường như sương mù bỗng nhiên tán loạn, tiêu thất. Thời khắc này, Triệu Phong mắt trái trong tản ra lực lượng, coi như là hoa phong thần vương cùng tả hộ pháp, đều tâm thần kinh sợ, không dám tùy tiện tới gần. Phong ca Triệu Vũ Phỉ không khỏi kêu lên. Bây giờ chiến trường rút lui, có thể Triệu Phong dường như không nghe thấy, còn đứng ở nơi đó. Không cần lo lắng hắn, Triệu Phong thứ chín thần mâu sắp chân chính hiện thế, đến lúc đó, chỉ sợ cũng có thể nhúng tay thần mâu chúa tệ chiến đấu. Hoa Phong thần vương kinh ngạc trên sắc mặt, mang theo vui vẻ. Xa xôi trong hư không? Hai đại thiên đạo thần mâu, xa xa dặn co, thiên địa hư không từng tất từng tất tan vỡ, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Này mảnh hư vô bên trong, như trước tràn đầy lực lượng đáng sợ, bình thường thần chủ tới gần, đều là hữu tử vô sinh. Thiên phạt, ngươi tới trưởng khống, mấy người chúng ta phụ trợ ngươi. Thời không chúa tể tức khắc quát lên. Năm người đều muốn trưởng khống cổ lực lượng kia, ngược lại sẽ càng hỗn loạn. Đã như vậy, để một người trưởng khống, còn lại người phụ trợ. Tuyệt không thể để cho thiên chủ tiếp tục thôn vệ thiên đạo chi lực, bọn họ có thể không là tới cho thiên chủ làm giá y, mà là để đánh chết thiên chủ. Được. Mấy người khác, đạt thành chung nhận thức. Đi qua khoảnh khắc lục lọi, năm đại chúa tể thuận lợi trưởng khống thiên đạo thần mâu. Mà thiên chủ thôn vệ thiên đạo chi lực tốc độ, cũng tức khắc vừa chậm. Thiên chủ, tử kỳ của ngươi đến. Thiên phạt thần mâu tức khắc vừa quát. Mọi người đỉnh đầu, kia hôn ám trong màn sương lấp lóa đục ngầu con mắt, ngừng mắt nhìn mà đi dường như cùng thiên chủ thiên đạo thần mâu nhìn nhau thắng bại còn chưa nhất định đây phạm thiên chủ sắc mặt trầm xuống lộ ra vẻ điên cuồng vừa mới hấp thu không ít thiên đạo chi lực hắn có thể cảm giác được tự mình thiên đạo thần mâu so trước mạnh hơn tuy rằng năm đại thần mâu chúa tể ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu làm hắn có một số sợ hãi nhưng thiên chủ tin tưởng tự mình đối thiên đạo chi lực vận dụng vượt xa đối phương Vết. Thiên phạt chúa tể khẽ quát một tiếng. Khi đục ngầu mơ hồ con mắt, bắn ra một cổ kinh tâm động phách lực lượng. Giữa thiên địa, tử vong, thiên phạt, thời không, vạn tượng chờ lực lượng, bỗng nhiên mà lên. Hừ. Thiên chủ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển thiên đạo thần mâu. Oanh âm. Một đạo vặn vẹo hủy diệt chi quan, bắn ra, bên trong ẩn chứa phá diệt hết thảy quy tắc lực lượng cường đại. Dọc theo đường, năm đại thần mâu chúa tể phóng thích ra lực lượng, cấp tốc vỡ vụn tiêu thất. Này của lực lượng cường hãn, lúc trước thiên chủ dung hợp thiên đạo thần mâu, cũng là kinh qua một đoạn thời gian mới phát hiện, hắn tin tưởng năm đại thần mâu chúa tể, định còn không hiểu vận dụng. Quả không phải, năm đại thần mâu chúa tể, chỉ có thể thôi động thiên đạo thần mâu, phóng xuất ra tầng tầng cường hãn công kích, đi ngăn chặn thiên chủ lực lượng. Oanh âm năm đại thần mâu chúa tể ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu chịu một cái trọng kích lắc lư mà lên đại lượng thiên đạo bản nguyên tản ra phạm trụ không gian hơi hơi rung rung nuốt thiên chủ vận chuyển thiên đạo thần mâu hấp thu này của thiên đạo chi lực gia hỏa này năm đại thần mâu chúa tể sắc mặt có một số khó coi tuy rằng bọn họ ngưng kết ra thiên đạo lực lượng lại do chưa quen thuộc bị thiên chủ chiếm tiện nghi nhưng là so lên quen thuộc thiên đạo thần mâu, năm đại thần mâu hiệu suất, tựa hồ so với thiên chủ phải nhanh rất nhiều. Dần dần, năm đại thần mâu chúa tể, bắt đầu trưởng khống thiên đạo thần mâu. Không hổ là thần mâu, trưởng khống cổ lực lượng này, phải nhanh chóng nhiều lắm. Thiên chủ hơi chút cẩn thận. Chết. Năm đại thần mâu chúa tể thôi động thiên đạo thần mâu, kia đục ngầu hôi ám con mắt, lập lòe sáng bóng, bắn ra một cổ trắng xám sóng ánh sáng, hướng phía trước bắn phá mà đi. Thái cổ thần quyền Thiên chủ vận chuyển thái cổ tộc huyết mạch lực lượng, oanh ra một đạo cường hãn tuyệt luân quyền quan, sau đó vận chuyển thiên đạo thần mâu, tăng phúc cổ lực lượng này. Khi kim ngân quyền mang, mang theo phong hỏa lôi điện, hủy diệt chi ý, sở hướng bể nghệ. Oanh phanh bồng Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, dấy lên cấm kỵ phong bạo, như kinh đạo hải lãng cùng cuộn mà đi. Hai phương chiến trường là tại thanh lăng vực. Lúc này thanh lăng vực, từng tất từng tất băng liệt, một mảnh hỗn loạn, vô số tầng thấp tinh cấp thế lực, bị này cổ tai nạn thôn phệ. Mà cổ lực lượng này phong bạo ảnh hưởng đến, còn đang không ngừng khuếch tán, ảnh hưởng toàn bộ mang hoang thần vực. Âm âm năm đại chúa tể cùng thiên chủ chiến đấu, duy trì liên tục không ngừng. Phương xa, nghịch thiên phái cùng thần mâu liên minh thành viên, chỉ có thần vương có thể mơ hồ thấy trong chiến trường tình huống, còn lại người chỉ có thể trốn ở phòng ngự kết giới bên trong bạch ngân tàu chiến bên trong được năm đại thần mâu chúa tể từ từ chiếm cứ ưu thế liễu cầm hâm bằng vào vận mệnh thần mâu có khả năng rõ ràng thấy chiến trường tình huống năm đại thần mâu chúa tể ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu chi lực tuyệt đối mạnh hơn thiên chủ thiên chủ chẳng qua bằng vào đối thiên đạo chi lực thuần thục vận dụng ngay từ đầu chiếm chút lợi lộc này đều không trọng yếu khi năm đại thần mâu từ từ nắm giữ cổ lực lượng kia, thiên chủ liền lâm vào yếu thế. Oanh âm Một đạo hỗn loạn trắng xám sóng ánh sáng, đem thiên chủ công kích nát bấy, cũng lan đến gần trên người hắn. Thoáng chốc, thiên chủ thân thể, hầu như yên diệt, chỉ còn lại có cực nhỏ bộ phận. Phục hồi như cũ Thiên chủ đem luân hồi bản nguyên lực lượng thôi động đến cực hạn, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Gia hỏa này, Thật là khó đối phó a. À? Thiên phạt chúa tể nội tâm thầm than. Bọn họ năm đại thần mâu hợp lực, ngưng tụ thiên đạo chi lực, trong khoảng thời gian ngắn đều giết không chết Thiên chủ. Tuy rằng bọn họ chiếm cứ ưu thế, nhưng Thiên chủ quá khó khăn đánh chết, hơn nữa bọn họ còn nhận thấy được, Thiên chủ ở trong chiến đấu, thỉnh thoảng còn hấp thu bọn họ thiên đạo chi lực. Thiên chủ cũng minh bạch, đối phương lực lượng mạnh hơn hắn nguyên do hắn dựa vào thái cổ thần ma thể cùng với luân hội bất diệt thể ưu thế chống được đối phương công kích nhân cơ hội hấp thu một chút thiên đạo chi lực cứ kéo dài tình huống như thế hắn là có thể xoay chuyển thế cục hắn có thể thôn phệ thiên đạo chi lực không biết chúng ta có thể hay không thôn phệ hắn thiên đạo thần mâu lực lượng tử vong chúa tể trong lòng tái hiện như vậy một cái nghi hoặc thiên chủ sở dĩ cường đại như vậy thiên đạo thần mâu là lớn nhất dựa vào nếu là đem thiên chủ thiên đạo thần mâu lực lượng thôn phệ thiên chủ còn có thể có cái gì làm năm đại chúa tể từ từ lục lọi nắm giữ cái kỹ xảo này nuốt năm đại chúa tể khống chế thiên đạo thần mâu phóng xuất ra một cổ đáng sợ hấp lực bốn phía hết thảy lực lượng toàn bộ vỡ vụn chỉ có thiên đạo chi lực hướng tụ tập mà đi các ngươi đám này lão gia hỏa thiếu coi thường ngươi thiên chủ tức khắc phát lực thiên đạo thần mâu trong bắn ra một cổ đồng dạng vô cùng cường đại lực lượng gia hỏa này giấu dến thực lực thiên phạt chúa tể kinh hãi nguyên lai thiên chủ thông qua hấp thu bọn họ thiên đạo chi lực thiên đạo thần mâu chính đang không ngừng lớn mạnh nhưng thiên chủ nhưng không có đem cổ lực lượng này nguyên vẹn biểu hiện ra ngoài một mực làm bộ yếu thế muốn hấp thu càng nhiều hơn thiên đạo chi lực chờ có khả năng triệt để xoay chuyển thắng bại thời gian lại bày ra nhận thấy được điểm ấy, năm đại chúa tể nội tâm nổi lên từng trận sóng lớn. Người thiên chủ này, tâm cơ thật sự là quá nặng, không nghĩ qua là, thiếu chút nữa đối phương nói. Oanh vù vù. Hai cổ thiên đạo thần mâu, bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng, cho nhau hấp xả thiên đạo chi lực. Tại cổ này thiên đạo lực lượng đỏ sức trong, phạm trụ không gian liên tục chấn động, thanh lăng vực phụ cận mấy đại vực, đều toàn bộ vỡ vụn, dường như ngày tận thế thiên tai hàng lâm tại thiên đạo thần mâu đỏ sức trong, Triệu Phong là cự ly nơi này gần nhất. Theo thời gian duy trì liên tục, Triệu Phong mắt trái đâm nhói, từ từ tốt hơn một chút. Nhưng thần mâu lột xác, còn không có kết thúc, thần mâu không gian bên trong, vô cùng vô tận mộng huyễn bản nguyên cùng cùng mà ra. Này của mênh mông mộng huyễn bản nguyên, lao ra Triệu Phong mắt trái, phiêu tán đi ra, hình thành một mảnh sáng lạng mộng huyễn. Chẳng qua, thiên đạo thần mâu đỏ sức, quá mức kinh tâm động phách, này cổ dị tượng, không chút nào bị người chú ý. Đây mới là mộng huyễn thần mâu lực lượng sao? Triệu phong tinh thần chấn hương. Này cổ mộng huyễn bản nguyên, không chỉ có tác dụng tại mắt trái của hắn, còn thấm vào triệu phong toàn thân cao thấp mỗi một nơi. Giờ khắc này, hắn cảm giác mắt trái của chính mình, có thể phát huy ra không gì sánh được cường đại lực lượng, đạt đến chúa tể tầng thứ, thậm chí có loại cái gì đều làm được ảo giác. Bất quá, mộng huyễn chi lực tự hồ không có đủ bao nhiêu công kích tính triệu phong suy tư đương nhiên không có đủ cường đại công kích tính cũng có thể có to khổng lồ tác dụng không biết có thể hay không chữa trị tổ khí triệu phong trong lòng lóe ra một cái kinh người ý niệm chữa trị tổ khí tổ khí là tại thiên địa đại đạo trong dựng dục mà ra độc nhất vô nhị thiếu một khối vĩnh viễn cũng không thể nguyên vẹn triệu phong cũng không để ý nhiều như vậy thời khắc này chính là thử một lần mộng tưởng thành thật lực lượng vận chuyển trong lòng hình thành một cái ý niệm mãnh liệt triệu phong thể nội mộng huyễn bản nguyên lực lượng cấp tốc tiêu thất mà trên người của hắn lăng hư thì di động trên một tầng sáng lạng tuyệt đẹp sắc thái chuyện gì xảy ra lăng hư nội tâm run rẩy nó cảm nhận được một cổ thập phần thân thiết mà lại cường đại lực lượng tác dụng tại trên người mình chính tại nó kinh ngạc nghi hoặc thời điểm Lăng Hư chợt phát hiện, tự mình lực lượng bay tăng một tầng thứ. Tổ khí. Cảm thụ một phen, Lăng Hư tâm thần chấn động. Thời khắc này nó lại có thể khôi phục lại nguyên vẹn thời kỳ không gian tổ khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1565. Ngụy Tổ Đông. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1565 Ngụy tổ đồng cảm thụ được không gì sánh được chân thật viên mãn không gian pháp tắc, Triệu Phong biết, hắn thành công. Thật không thể tưởng tượng nổi. Triệu Phong nội tâm thầm kinh hãi. Hắn chẳng qua là cho rằng, tự mình thần mâu lực lượng, không am hiểu công kích cấp độ, nguyên do hiếu kỳ thử một lần. Không nghĩ tới, kém sau cùng một kiện tàn phiến ngụy tổ khí, lại có thể tái hiện hoàn chỉnh lấy triệu phong hôm nay tầng thứ muốn phục chế một kiện tổ khí tàn phiến có lẽ có thể thành công thế nhưng mỗi một kiện tổ khí tàn phiến đều là bất đồng kia thiếu hụt một mảnh là như thế nào triệu phong cũng chưa từng thấy qua nhưng mộng tưởng thành thật năng lực lại hoàn thành điểm này hơn nữa do triệu phong thần mâu đang đứng ở hưng phấn lột xác mang đến cho hắn một cảm giác tiêu hao không phải rất lớn bây giờ ta thực lực đến cái gì tầng thứ. Triệu Phong trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn hiện tại cũng vô pháp biết được, tự mình là hay không có thể triệt để phát huy mộng huyễn thần mâu lực lượng. Nếu là có thể, mộng huyễn thần mâu cộng thêm không gian tổ khí, hắn cũng coi như được với một vị chúa tể. Có thể Triệu Phong luôn cảm giác, mộng huyễn thần mâu trong còn có một cổ hắn vô pháp dẫn đạo ra lực lượng. Trước không vội, đã có nguyên vẹn tổ khí, ta trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc thành tựu thần vương vị. Triệu Phong cũng không sốt ruột. Mà lăng hư theo ngụy tổ khí lột xác đến tổ khí quá trình, cũng không có người phát hiện, sự chú ý của mọi người, đều bị hai đại thiên đạo thần mâu chiến đấu hấp dẫn. Triệu Phong khép hờ hai mắt, vẫn là cùng vừa mới, đứng thẳng tại chỗ. Nhưng thực tế, hắn vận chuyển mộng huyễn thần mâu, gây ra một cái mộng cảnh, ý thức tiến nhập trong mộng cảnh tu luyện. Có một kiện hoàn chỉnh không gian tổ khí, Triệu Phong thì có cực lớn nắm chặt, đem chính mình không gian pháp tắc cũng đề thăng tới viên mãn cảnh bất kể nói thế nào có thần mâu thần vương chính là chúa tể một khi triệu phong trở thành thần vương chính là thần mâu chúa tể vô tận hư không trên thiên chủ cùng năm đại thần mâu còn đang trong lúc giằng co thiên chủ mi tâm thiên đạo thần mâu cùng năm đại chúa tể đỉnh đầu thiên đạo tổ đồng xa xa ngưng mắt nhìn hai đại thần mâu trong thiên đạo ý chí hung hăng chạm vào nhau chém giết, thôn phệ từng người lực lượng. Mặc dù không có hạo đảng tràn diện thanh thế, nhưng hai cái thiên đạo thần mâu trong tầm mắt, chính là cấm kỵ, ngoại trừ thiên đạo lực lượng, bất kỳ lực lượng nào đều không thể tồn tại trong. Chỉ sợ là thần vương cường giả thân ở nơi này, cũng sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Hai đại thiên đạo thần mâu lực lượng, đã vượt qua chúa tể quá nhiều. Cũng đúng là như vậy, diệu nhật chúa tể, thiên kiếm chúa tể, tư không đạo, tạm thời không có nhúng tay hai đại thiên đạo tổ đồng chiến đấu. Còn có một chút, đó chính là biểu hiện ra, thần mâu chúa tể bên này, chiếm cứ ưu thế. Này tặc tử trước một mực thôn về chúng ta thiên đạo chi lực, ẩn mà không phát, không phải thời khắc này nhất định thất bại. Thiên phạt thần mâu nội tâm có một số phẫn nộ. Đương nhiên, bọn họ lần đầu ngưng tụ thiên đạo thần mâu, đúng không quen thuộc, khó mà trưởng khống lực lượng, mới để cho thiên chủ nhân cơ hội thôn phệ bộ phận thiên đạo chi lực. Không phải ngay từ đầu, bọn họ áp dụng này biện pháp, thiên chủ liền xong đời rồi. Chúng ta năm người, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Tử vong chúa tể hừ lạnh một tiếng. Tám đại thần Mâu trong, hắn đối với thiên chủ hận ý sâu nhất, luân hồi cùng phá diệt đều là chết vào thiên chủ chi thủ. Bây giờ, bọn họ năm người ngưng tụ ra thiên đạo thần Mâu, nhất định có thể chiến thắng thiên chủ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Sinh mệnh Chúa Tể mặt lộ vẻ buồn rầu. Thời khắc này Thiên Chủ có thể chống đỡ bọn họ 5 người chính là chứng minh tốt nhất. Thiên Chủ trên người luôn có một chút người khác xem không hiểu bí mật. Nhưng vào lúc này, Sinh mệnh Chúa Tể chợt phát hiện, Thiên Chủ khí tức trên người xuất hiện một tia cải biến. Đã quên nói cho các ngươi biết, Thiên đạo tổ đồng bản thể là Thái Cổ thần ma thể, được xưng Thái Cổ tổ thần nguyên do thái cổ tộc huyết mạch cùng thiên đạo thần mâu trong lúc đó cũng có nhất định xuất tiến quan hệ thiên chủ bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị là như thế này đối với điểm ấy thần mâu chúa tể đám người hơi hơi kinh ngạc thiên đạo tổ đồng sở hữu giả ở trong lòng bọn họ đã là cường giả vô địch có thái cổ thần ma thể cũng coi như bình thường bất quá thiên chủ những lời này đích thật là vì mọi người hiểu một cái nghi hoặc đó chính là thiên chủ thái cổ thần ma thể, đích xác trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào thần ma, là có thể đánh bại chỉ một thần mâu. Nhưng mà, liền khi mọi người coi là, thiên chủ chính là tùy ý lấy le một chút thời gian. Thiên chủ mi tâm thiên đạo thần mâu, xuất hiện biến hóa. Kia màu sắc khác nhau tám cái con ngươi, từ từ hướng trung tâm tụ tập mà đi, toàn bộ thiên đạo thần mâu, tản mát ra một cổ càng là thuần túy, chúa tể thiên địa hết thảy ý chí lực lượng thiên chủ sau lưng thần mâu hư ảnh cũng theo biến hóa tám cái thần mâu hư ảnh từ từ làm nhạc mà trung tâm mơ hồ con mắt thì hơi chút rõ ràng một chút đó là một con trắng xám đục ngầu con mắt bên trong mơ hồ tái hiện rất nhiều thật nhỏ mơ hồ hoa văn lấy nào đó loại quy tắc vặn vẹo biến hóa một mắt ngưng mắt nhìn mà đi cả người thì dường như tại ngước mắt con kia con mắt băng lãnh vô tình nhiếp nhân tâm phách làm người ta cảm giác nhỏ bé không gì sánh được không có sức chống cự ha ha. Thiên chủ cười to mà lên, mi tâm bộc phát ra một cổ càng mạnh thiên đạo ý chí, lay động thương khung. Chuyện gì xảy ra? Thiên phạt chúa tể sắc mặt cả kinh, toàn lực khống chế đỉnh đầu thiên đạo thần mâu. Vì sao con mắt của hắn, lực lượng bỗng nhiên mạnh hơn? Chúng ta từ từ ở vào yếu thế. Còn lại thần mâu chúa tể, tâm thần run sợ. Thiên chủ trên người thiên đạo ý chí, càng ngày càng mạnh, kia thôn phệ lực lượng, từ từ xoay chuyển cục diện chiếm thượng phong bạch ngân tàu chiến bên trong liễu cầm hâm cùng vũ thiên vu sắc mặt cũng là chợt biến đổi xuất hiện một vẻ bối rối năm đại thần mâu chúa tể ngưng tụ ra thiên đạo thần mâu không chỉ có giúp tăng thiên chủ thiên đạo thần mâu lực lượng còn kích thích tiến thêm một bước hoàn thiện dung hợp liễu cầm hâm con mắt mở to thần mâu trong lúc đó đều có cho nhau xuất tiến tác dụng thiên đạo thần mâu cũng là như vậy tuy rằng năm đại chúa tể thiên đạo thần mâu lực lượng càng mạnh nhưng thiên chủ thiên đạo thần mâu lột xác tầng thứ càng sâu càng là hoàn thiện tại kích thích phía dưới tiến thêm một bước dung hợp hoàn thiện loại này con ngươi sớm đã siêu thoát rồi thần mâu phạm trù nói là ngụy tổ đồng cũng không quá đáng a à. vũ thiên vu sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn đã lúng cuống không chỉ có hắn lúng cuống phụ cận còn lại người đang xem cuộc chiến hoa phong thần vương thiên long thần vương chíp viêm thần vương đám người tất cả đều hoảng loạn trừ lần đó ra nơi này chiến đấu cũng hấp dẫn toàn bộ mang hoang thần vực hầu như sở hữu cường giả đỉnh cao này một chiến đem quyết định mang hoang thần vực vận mệnh tuyệt không thể thua thiên phạt chúa tể hết lớn một tiếng thân là thần mâu há có thể bại bởi một cái dựa vào đoạt mâu dung hợp thành thiên đạo thần mâu lúc này dùng thiên đạo thần mâu tới xưng hô thiên chủ con mắt đã không thích hợp thiên chủ mi tâm con ngươi quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ thần mâu căn bản là không có cách so sánh cùng nhau xưng là ngụy tổ đồng càng là thỏa đáng chúng ta thế nhưng có năm người làm sao có thể thua còn lại thần mâu chúa tể cũng mặc lộ giận dữ toàn lực thôi động thần mâu tập trung lực chú ý ha ha thần phục đi thiên chủ khó mà che giấu nội tâm vui sướng thiên đạo thần mâu tiến thêm một bước lột xác, giúp hắn lần nữa vãn hồi bất lợi cục diện. Ô, ô, n, dê âm. Thiên chủ mi tâm, một cổ đục ngầu thần bí sóng ánh sáng, di động đẩy ra tới. Đi qua chỗ, nó bất kỳ lực lượng nào, tiêu tán yên diệt. Khi dày đặt đến năm đại chúa tể đỉnh đầu con mắt thời gian, đối với hình thành một cổ to khổng lồ trùng kích. Năm đại chúa tể cảm giác đầu ông ông tác hưởng, dường như tao thụ to khổng lồ nền gõ nhưng năm đại thần mâu chúa tể cũng không phải cái gì hiền lành thiên chủ lực lượng cũng không có cường đại đến trực tiếp đánh bại bọn họ nhưng vào lúc này năm người não hải vang lên liễu cầm hâm thanh âm chúng ta là thần mâu nắm giữ thiên đạo thần mâu lực lượng tốc độ so với thiên chủ càng nhanh đã thiên chủ thần mâu có thể đi vào một bước lột xác chúng ta cũng có thể một câu nói này lệnh năm đại thần mâu chúa tể tâm tư tức khắc biến hóa ánh mắt biểu lộ một cổ kiên nghị Đồng thời, phía sau bạch ngân tàu chiến trong, liễu cầm hâm vận mệnh bản nguyên, trôi nổi mà ra. Trước, liễu cầm hâm vận mệnh thần mâu, vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, bởi vậy chưa tham dự thần mâu hợp nhất. Nhưng ở hai đại thiên đạo thần mâu duy trì liên tục dưới sự kích thích, nàng đã có thể triệt để phát huy ra vận mệnh thần mâu lực lượng. O, O, N, dây kia một đoàn nhạc màu trắng vận mệnh bản nguyên, phiêu phù ở năm đại chúa tể đỉnh đầu, thiên đạo thần mâu cạnh suy cho cùng không phải trực tiếp dung hợp liễu cầm hâm không dám để cho vận mệnh bản nguyên của mình đơn giản hòa tan vào như vậy nói không chừng sẽ lên phản hiệu quả nhưng là năm đại chúa tể lại có thể lợi dụng thiên đạo thần mâu chủ động đi thôn phệ dung hợp vận mệnh bản nguyên năm đại chúa tể minh bạch liễu cầm hâm ý tứ bọn họ dùng hết khí lực nếm thử thôn phệ cổ kia vận mệnh bản nguyên mơ tưởng thiên chủ sắc mặt lạnh lẽo tuy rằng hắn không cho là địch nhân biến thành sáu cái thần mau sau hắn sẽ thất bại nhưng chuyện gì cũng không có tuyệt đối hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng dẫn đến hắn thất bại nhân tố hưu u u ngụy tổ đồng trong một đạo trắng xám thần quang chiếu rọi mà ra không để ý không gian cự ly nháy mắt hàng lâm đến một bên kia cúc thiên phạt chúa tể hết lớn một tiếng bọn họ thiên đạo thần mâu trong bắn ra một cổ phá hủy hết thảy pháp tắc, trật tự chúa tể lực lượng, cùng kia một đạo trắng xám thần quang, chạm va vào nhau. Diệu nhật chúa tể, thiên kiếm chúa tể cùng tư không đạo, cũng tức khắc ra tay, phát động sát chiêu mạnh nhất, thề phải ngăn cản thiên chủ. Ánh lửa, bóng kiếm, quyền mang oanh kích mà ra. Âm âm chân trời phát ra trầm muộn nổ vang. Ngụy tổ đồng tuy rằng cường đại, này một bên thiên đạo thần mâu, cuối cùng là năm đại thần mâu chúa tể ngưng tụ, lực lượng khá mạnh vẫn có thể đối kháng một vài cùng lúc đó kia thiên đạo thần mâu mơ hồ con ngươi ngừng mắt nhìn tại vận mệnh bản nguyên trên đem hút vào trong thoáng chốc kia to khổng lồ thiên đạo thần mâu phát ra vang ong ong tiếng bên trong quan vụ biến hóa vặn vẹo tán bắn ra từng đạo kỳ dị thần quan tại biến cương, thiên chủ ánh mắt trầm xuống đồng thời đối kháng nhiều như vậy thần mâu chúa tể quả nhiên không thoải mái a à. Đối phương nghĩ đánh bại hắn rất khó, hắn nghĩ đánh bại đối phương cũng rất khó. Ô Khi hôn ám trong màn sương lấp lóa mơ hồ con mắt, từ từ rõ ràng, kia màu trắng xám trong con ngươi tái hiện rất nhiều huyền bí vô cùng thật nhỏ hoa văn, cho người ta băng lãnh vô tình cảm giác, dường như bất kỳ lực lượng nào đều không thể chiến thắng nó, chỉ có thể thần phục cúng bái. Năm đại thần mâu chúa tể cũng cảm thụ được thời khắc này lực lượng bất đồng cường đại đến một tầng khác. Bây giờ, một bên diệu nhật chúa tể ba người, cũng chỉ có thể lui ra phía sau, ngưỡng vọng trận chiến đấu này. Phương xa, Triệu Phong mặc dù ở trong mộng cảnh tu luyện, nhưng cũng chú ý tới chiến trường biến hóa. Thật sự là khủng bố, không biết ta trở thành chúa tể sau, có thể hay không tham dự chiến trường. Triệu Phong nội tâm cả kinh, lập tức khóe miệng câu ra một cái độ công. Mộng huyễn thần mâu trở nên mạnh mẽ sau, hắn lực lĩnh ngộ mạnh hơn, bất cứ chuyện gì tự hồ cũng thập phần thuận lợi, không gian pháp tắc đã không gì sánh được tiếp cận viên mãn tầng thứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1566 Lật bàn kế sách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 1566 Lật bàn kế sách, lực lượng thật là cường đại. Thiên phạt chúa tể cảm thụ được ngụy tổ động lực lượng, cảm giác thời khắc này tự mình cái gì cũng có thể làm đến tự như. Cũng may thân là thiên phạt chúa tể, nội tâm cương trực công chính, hơn nữa thời khắc này còn gặp phải cường địch, không phải tâm cảnh của hắn đều sẽ xuất hiện biến hóa, bị cổ lực lượng này tả hữu. Cùng lúc đó, còn lại năm đại chúa tể, cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng này. Thật không biết, chân chính thiên đạo tổ đồng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mọi người không khỏi cảm thán. Nhưng lúc này, vẫn là diệt trừ địch nhân, trọng yếu nhất. Thiên chủ thật sự là giáo hoạt, cho dù bọn họ chiếm cứ một điểm ưu thế, cũng tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Dết. Thiên phạt chúa tể quát chói tai một tiếng, trưởng khống ngụy tổ đồng lực lượng. Khi hôi ám đục ngầu con ngươi bên trong, xuất hiện một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh toàn bộ con mắt cũng xuất hiện đủ loại biến hóa, trở nên càng là to lớn, thần bí, không thể khinh nhận, nhìn qua, giống như thiên địa chúa tể, làm người ta kính phục. Quanh hồ kia trong con ngươi lực lượng càng ngày càng mạnh, trắng xám khí lưu bốc lên, ở trong hư không, mơ hồ hình thành một cái màu trắng xám hư vô thân ảnh, to khổng lồ không gì sánh được, không nhìn thấy bờ, tản ra vô tận khí tức uy áp. Thân ảnh kia bàn tay duỗi một cái, không để ý cự ly, Bàn tay hàng lâm thiên chủ đỉnh đầu. Oanh vu vu. Hư không sụp đổ, sở hữu lực lượng, nát bấy gần hết. Cái tay này, dường như thương thiên chi thủ, trên mỗi một đầu hoa văn, cũng như cùng quy tắc, trật tự, có khả năng quyết định hết thảy, làm người ta sinh không dậy nổi bất kỳ ý niệm phản kháng. Nơi xa không ít xem cuộc chiến thần vương, thấy cái tay này, hai chân đều là rung lên, muốn quỳ xuống. Ta mới là thiên đạo tổ đồng người thừa kế thiên chủ sắc mặt tàn nhẫn, ba cái con mắt lóe ra tà dị hung quang, làm người ta không rét mà run. Quanh phanh thiên chủ trong con ngươi, cũng bộc phát ra một cổ cường đại thiên đạo lực lượng. Dường như núi lửa phun trào, cổ lực lượng kia trùng kích tại hư vô cự thủ phía trên, hai cổ cực kỳ cường hãn lực lượng, cho nhau giao phong. Quanh ầm. Bằng két thiên địa không gian, coi đây là trung tâm, từng tất từng tất tan vỡ, gãy nứt. Hừ, lực lượng của ngươi, cuối cùng là so với bất quá chúng ta sáu đại thần mâu. Thiên phạt thần mâu sắc mặt bình thản uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng. Hết thảy còn là thời gian còn sớm. Thiên chủ khuôn mặt giữ tận lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Thân thể của hắn từ từ cao lớn, thái cổ tộc huyết mạch càng ngày càng mạnh. Đồng thời, thiên chủ mi tâm phóng thích ra hỗn loạn thiên đạo chi lực, từ từ ngưng tụ, đồng dạng hóa thành một chỉ to khổng lồ cánh tay. Quanh phanh hai con cánh tay bàn tay, chạm va vào nhau, phát ra trầm muộn nổ vang. Cái gì? Gia hỏa này. Tử vong chúa tể sắc mặt trùng mình. Bọn họ thân là thần mâu, chứng khống cổ lực lượng này càng là cấp tốc, dễ dàng hơn đào móc ra cấp độ sâu lực lượng thủ đoạn. Nhưng thiên chủ năng lực học tập, cũng rất cường khả năng này cũng là bởi vì hắn thiên cơ tộc huyết mạch đi, hơn nữa hắn đối với thắng lợi khát vọng cùng với quyết tâm, vượt xa mọi người. Không người có thể đánh bại ta thiên chủ mi tâm con mắt lực lượng càng ngày càng mạnh hắn toàn thân thân thể cũng to lớn không gì sánh được dường như một cái hỗn độn thần ma mau ra tay giết hắn sáu đại thần mau đối với thiên chủ thập phần kính phục thiên phạt chúa tể khống chế ngụy tổ đồng lực lượng lần nữa phóng thích cường hãn công kích kia một màu trắng xám cự thủ thể tích từ từ tăng lớn đồng dạng còn có uy lực tăng phúc Quanh phanh thiên chủ mi tâm phóng thích ra thiên đạo chi lực, bị kia một to khổng lồ bàn tay, quanh áp nát bấy. Thiên chủ thân hình lóe lên, lui về phía sau, cũng oanh ra một quyền, tấn công về phía mấy vị thần mâu chúa tể. Phòng Thiên phạt chúa tể điều động thiên đạo chi lực. Hắn thân thể bên phải, bỗng nhiên ngưng hiện một đạo màu trắng xám vách tường, dường như đem vùng thế giới này, đến đây phân cách ra. Oanh phanh kia tuyệt cường thái cổ huyết mạch một kích, dường như một khối đậu hũ đánh vào trên vách tường sắt thép vỡ vụn ra trận chiến tranh này đến đây kết thúc thiên phạt chúa tể lạnh lùng nhìn thiên chủ năm đại thần mâu chúa tể chậm rãi di động hướng thiên chủ tới gần phát động tuyệt cường thế công thiên chủ tuy rằng cũng ở đây không ngừng trở nên mạnh mẽ nhưng về mặt sức mạnh chung quy khó mà vượt qua sáu đại thần mâu chúa tể oanh phanh bồng nổ rung trời ầm ầm mà lên Thiên chủ thân hình về phía sau bay lên mấy vạn dặm xa. Thiên chủ vỡ vụn thân thể, tại luân hồi chúa tể chi lực dưới, cấp tốc khôi phục. Đám này lão gia hỏa. Thiên chủ sắc mặt có một số trắng bệch. Sáu đại thần mâu chúa tể lực lượng quá mạnh, muốn chạy trốn chỉ sợ cũng rất khó. Nhưng vào lúc này, cực xa, một cổ khác thường ba động, gây nên rất nhiều cường giả tại chú ý. Oanh Triệu Phong thân hình tràn ngập ra một cổ cường đại viên mãn pháp tắc, mắt trái của hắn, chậm rãi vận chuyển, ánh bắn ra vô cùng mộng huyễn mê ly tia sáng. Triệu phong khí tức trên người, từ từ kéo thăng, lệnh phương xa rất nhiều thần vương, nội tâm rung lên. Đến thần vương sao? Hoa phong thần vương mặt lộ vẻ vui mừng. Thật tốt quá, phong ca có thứ chính thần mâu, nếu là tham dự chiến đấu. Triệu vũ phỉ vô cùng kích động sáu đại thần mâu chúa tể cùng với trí giả phái người cũng nhìn triệu phong một mắt nguyên bản trở thành chúa tể là một kiện oanh động mang hoang đại sự bất luận kẻ nào cũng sẽ không khinh thường nhưng là sáu đại thần mâu chúa tể cùng với thiên chủ thói quen ngụy tổ đồng lực lượng sau chúa tể khí tức tại bọn họ cảm giác có thể dùng yếu ớt để hình dung cũng liền không cỡ nào kinh ngạc cũng chính là triệu phong có thần mâu thân phận mới hơi chút gây nên chú ý của bọn họ mà thôi được. Triệu Phong bỗng nhiên đứng lên, ngẩng đầu đảo qua sáu đại thần mâu chúa tể cùng với thiên chủ. Giờ khắc này, hắn rốt cục trở thành thần vương, trở thành một gã thần mâu chúa tể. Hư, u, u, hư ảnh lóe lên, Triệu Phong tới gần sáu đại thần mâu chiến trường. Thật mạnh thiên đạo chi lực. Tiếp cận sáu đại thần mâu chúa tể thời gian, Triệu Phong liền bị thiên đạo chi lực vô hình áp chế. Triệu Phong cảm giác, tự mình lĩnh ngộ viên mãn không gian pháp tắc, tự hồ bị suy yếu rất nhiều, liền thể nội hỗn độn, lôi kiếp lực lượng cũng khó mà phát huy bao nhiêu lực lượng. Nguyên bản tính toán trở thành chúa tể sau, liền tham dự chiến cuộc Triệu Phong, có điểm đã kích. Nhưng là, càng tiếp cận con kiêu ngụy tổ đồng, chẳng biết tại sao, Triệu Phong mộng huyễn thần mâu lại càng hưng phấn. Nghĩ lại vừa nghĩ, Triệu Phong phóng xuất ra một tầng mộng huyễn bản nguyên, bao khỏa tại thân thể bốn phía. Tức khắc, Triệu Phong phát hiện mộng huyễn bản nguyên có thể cùng thiên đạo chi lực, cho nhau trung hòa, hắn bị áp chế, từ từ tiêu thất. Năm đại thần mâu chúa tể, sắc mặt hơi rét. Chẳng biết tại sao, lòng của bọn họ, không rõ kinh sợ giật mình. Tiểu tử này. Phương xa, thiên chủ sắc mặt âm u. Tại trong ốc của hắn, triệu phong tuyệt đối không thuộc về tám đại thần mâu này một khối. Bởi vì thiên đạo tổ đồng, là do tám đại thần mâu bản nguyên lực lượng, cấu trúc mà thành. Hắn chỉ cần cướp đoạt này 8 cái bản nguyên là có thể dung hợp thiên đạo tổ đồng mà thứ 9 thần mâu, căn bản không ở nơi này trong. Nguyên do, thiên chủ thành tựu thiên đạo thần mâu sau, mục tiêu liền theo thứ 9 thần mâu trên thân dời đi. Căn bản cũng không có thứ 9 thần mâu, kia ánh mắt của hắn. Thiên chủ đối với lần này có thể xác định, thế gian chỉ có 8 đại thần mâu, mặc dù có thứ 9 thần mâu truyền thuyết, nhưng hắn lại cho rằng truyền thuyết này là giả tạo. Khi Triệu Phong con mắt là cái gì, hàng giả? Triệu Phong, ngươi và mặt khác ba đại chúa tể cùng nhau, quấy nhiễu thiên chủ. Thiên phạt chúa tể hết lớn một tiếng. Hắn thấy, Triệu Phong tham dự, có cũng được không có cũng được, suy cho cùng bọn họ đã chiếm cứ đại ưu thế. Hơn nữa, chúa tể lực lượng, tại ngụy tổ đồng trước mặt, có vẻ hơi yếu đi. Nguyên do, hắn để cho Triệu Phong cùng mặt khác ba đại chúa tể liên thủ. Bốn đại chúa tể liên thủ, đối với hiện tại thiên chủ, mới có thể đưa đến một chút tác dụng. Được. Triệu Phong cùng mặt khác ba đại chúa tể hội hợp, tới đến một bên kia, phụ trách nhiễu loạn, kềm chế thiên chủ. Bọn họ muốn thương đến bây giờ thiên chủ, quá khó khăn chút, nhưng kềm chế, quấy nhiễu, vẫn có thể đi. Oanh âm. Khi Triệu Phong đám người hành động thời điểm, sáu đại thần mâu chúa tể liền phát động thế công, kia lực lượng đáng sợ, lệnh triệu phong cùng còn lại ba đại chúa tể, trái tim liên tục trung động. Thời không bình chướng. Thiên tiệm kiếm. Triệu phong đám người, thi triển cường hãn tuyệt kỹ, đối với thiên chủ hành động tiến hành trở ngại, quấy nhiễu. Các ngươi. Thiên chủ sắc mặt trắng bệch âm u, đảo qua bốn phía. Hắn giờ phút này, ở vào yếu thế bên trong, đối mặt cường hãn ngụy tổ đồng, hắn liền hy vọng chạy trốn đều thập phần mù mịt bất quá hắn cũng không hề từ bỏ tại thời khắc nguy cấp này thiên chủ đầu óc bay nhanh vận chuyển suy nghĩ hết thảy khả năng lật bàn kế sách bỗng nhiên thiên chủ trong đầu đột nhiên thông suốt hắn tại ký ức hải dương trong chợt phát hiện một đầu đầu mối lúc đó bị hắn cho không chú ý nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút điều này tin tức lại hết sức trọng yếu oanh phanh bồng nhưng vào lúc này sáu đại thần mâu chúa tể thiên đạo chi lực áp sát mà tới thiên chủ khó mà cùng với đối kháng liên tiếp lui về phía sau lộ ra tả tơi mô dạng cực xa triệu phong một nhóm người phát động công kích quấy nhiễu thiên chủ đánh cuộc một lần thiên chủ sắc mặt điên cuồng ánh mắt thâm trầm không gì sánh được để ta tới vạch trần ngươi mặt mũi thực đi thiên chủ bỗng nhiên lớn tiếng rít gào hướng triệu phong phóng đi không được Triệu Phong sắc mặt tức khắc biến đổi, bị thiên chủ tập trung thời điểm, hắn có loại thở không nổi cảm giác. Còn lại ba đại chúa tể, cũng nhau nhau biến sắc, bay nhanh lui ra phía sau. Bọn họ cũng biết thiên chủ cường hãn, nguyên do cùng thiên chủ vẫn duy trì cực xa cự ly, về phương diện khác, dưới cái nhìn của bọn họ, thiên chủ mục tiêu là tám đại thần mâu, cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Triệu Phong cùng Diệu Nhật chúa tể đám người, bay nhanh lui ra phía sau trong triệu phong có viên mãn không gian pháp tắc tốc độ cực nhanh nhảy mắt chạy ra trăm vạn dặm xa mà sáu đại thần mâu chúa tể cũng đối thiên chủ phát động chặn lại âm ngụy tổ đồng phía trên hư vô thân ảnh cánh tay vung lên thiên chủ đi tới phương hướng tức khắc xuất hiện một đạo to khổng lồ không gì sánh được khó mà hình dung cánh tay các đức thiên địa đem ngăn lại phá thiên chủ hét lớn một tiếng mi tâm con mắt toàn lực vận chuyển một cổ lực lượng cuồng bạo, xung kích ra. Không tốt hắn thiêu đốt thiên đạo bản nguyên. Sáu đại chúa tể sắc mặt hơi kinh hãi. Trước, thiên chủ cùng bọn họ trong chiến đấu, tuy rằng rơi vào tuyệt cảnh, có thể thiên chủ cũng không có một lần tính thiêu đốt nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên. Oanh phanh bồng. Khi dường như thập vạn đại sơn trắng xám cánh tay, tức khắc oanh tạc ra. Một đạo bạch ngân bóng người, từ đó bay nhanh xuyên qua. Dời đi. Thiên chủ mi tâm mắt trái, ngưng mắt nhìn tại bên ngoài một triệu dặm mấy hạt bụi bặm. Bỗng nhiên, thiên chủ xuất hiện ở mấy hạt bụi bặm trôi nổi địa phương, mà kia mấy hạt bụi bặm thì chạy đến thiên chủ trước vị trí đi, giữa hai người vị trí, vô thanh vô tức đổi. Giờ khắc này, thiên chủ nháy mắt đến gần Triệu Phong. Trốn. Triệu Phong thôi động viên mãn không gian pháp tắc cùng với ngụy tổ khí, hóa thành một cái bóng mờ, bỏ chạy mà đi thiên chủ song quyền liên tục quanh ra, cũng vận chuyển thiên đạo thần mâu, tăng phúc thái cổ huyết mạch công kích uy năng. Đối mặt thời khắc này thiên chủ, bình thường chúa tể, căn bản chút nào không sức chống cự. Phanh phanh. Phanh phanh. Tại thái cổ tộc lực lượng, thiên đạo lực lượng, cùng với nguy cơ trước đó chưa từng có phía dưới, triệu phong mắt trái, nhảy lên kịch liệt mà lên, cường liệt đâm nhói cảm giác xuất hiện, làm hắn kém chút bất tỉnh đi. Oanh vù vù sau một khắc, Triệu Phong mắt trái trong, mộng huyễn bản nguyên giống như là biển gầm cuồn cuộn mà ra, đem Triệu Phong bao khỏa, tự hồ là chuẩn bị giải cứu Triệu Phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1567 Thất bại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 1567 thất bại. Ở thế yếu dưới tình huống, thiên chủ không tiếc thiêu đốt thiên đạo bản nguyên, công kích Triệu Phong, đây là sáu đại thần mâu chúa tể không có nghĩ đến. Đối mặt thiên chủ công kích, đang mãnh liệt ý thức nguy cơ cùng với thái cổ huyết mạch, thiên đạo chi lực dưới sự kích thích, mộng huyễn thần mâu bên trong, to lớn giống như là biển gầm mộng huyễn bản nguyên, tự động phun ra ngoài. Trong nháy mắt, Triệu Phong bị vô số vô cùng mộng huyễn bản nguyên bao khỏa ở bên trong, nhìn một cái tự như một viên như mộng như ảo thủy tinh cầu bày ra thế gian xinh đẹp nhất sắc thái bên kia thiên chủ con mắt hết mức nhìn chằm chằm triệu phong hắn vừa mới chợt nhớ tới trước đây lấy được về triệu phong tình báo trong có một đầu triệu phong từng tại thiên ma đường lợi dụng nhãn đồng năng lực phá giải rất tám đại thần mâu hậu duệ thần mâu hợp nhất chi pháp tuy rằng nghe có điểm không thể tưởng tượng nổi chỉ khi nào là thật có thể phá giải hắn hôm nay khốn cảnh. Mặt khác, thiên chủ luôn cảm giác, triệu phong thần mâu trong, có không tầm thường bí mật. Con mắt của chính mình, đã tiến hóa đến ngụy tổ đồng tình trạng, liền cường đại nhất thiên đạo lực lượng cũng có thể thôn phệ, có lẽ cũng có thể thôn phệ triệu phong thần mâu lực lượng, tuy rằng hắn còn không biết đây là cái gì lực lượng. Mà giờ khác này, triệu phong mắt trái trong bọc phát ra kinh người mộng huyễn chi lực, càng khiến thiên chủ nhận thấy được không đúng. Bên kia, sáu đại thần mâu chúa tể cũng bị một màn này hấp dẫn. Đối với triệu phong thứ chín thần mâu, trong lòng bọn họ cũng một mực cái dấu hỏi. Tuy rằng bọn họ thừa nhận triệu phong thần mâu thân phận, nhưng vẫn không đem hắn thả tại tám đại thần mâu trong cái vòng này. Mà giờ khắc này, nhìn kia một đoàn to lớn mộng huyễn quan cầu, chẳng biết tại sao, nội tâm của bọn họ, hết sức bất an. Phong Liễu cầm hâm lộ ra vẻ không đành lòng, vẻ khẩn trương. Tại đây một chiến bắt đầu trước, nàng liền phát hiện, cuối cùng cơ hội thắng, không tại tám đại thần mâu trên thân, mà ở triệu phong trên thân. Có thể cụ thể nên làm như thế nào, liễu cầm hâm cũng không tin tưởng. Lúc này, thiên chủ đối với triệu phong phát động thế công, nàng có thể nào không khẩn trương? Chẳng qua, các nàng cũng không thể ra sức. Này hẳn không phải là thần mâu đi. Thiên phạt chúa tể ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chỉ thấy thiên chủ quyền mang đánh phía kia mộng huyễn quang vụ quanh vụ vù, vù kia mộng huyễn bản nguyên bỗng nhiên biến hóa sao động không gì sánh được phản phất từ chảy chậm nước suối biến thành sóng xiết sóng biển hai cổ lực lượng va chạm sau lại có thể cho nhau trung hòa làm sao có thể thiên chủ sắc mặt kinh hãi tự mình thái cổ thần ma thể một kích đã có thể nghiền ép phổ thông chúa tể hơn nữa hắn mới vừa rồi còn tại nắm đấm trong dung hợp thiên đạo chi lực mà triệu phong thần mâu trong phóng thích ra lực lượng lại có thể có thể cùng trung hòa đương nhiên cổ lực lượng này còn quá mức nhỏ yếu không đủ để hoàn toàn trung hòa thiên chủ công kích nhưng là nó cũng đang không ngừng tăng cường thật nhanh tăng cường ao à triệu phong mắt trái dường như một cái ngọn nguồn bên trong phun trào ra đại lượng mộng huyễn bản nguyên dường như vô cùng vô tận mà triệu phong bởi vì mắt trái cường liệt ra đau đớn cảm giác hầu như mất đi tri giác triệu phong trước tiêu hao mộng huyễn bản nguyên lượng cũng tương đối ít hơn nữa có cái quá trình thời khắc này lớn như vậy lượng mộng huyễn bản nguyên trào ra hắn tự nhiên khó có thể chịu đựng thật nhiều bản nguyên chi lực triệu phong nội tâm hơi kinh hãi không nghĩ tới mắt trái trong ẩn chứa nhiều như vậy lực lượng bất quá rất nhanh mộng huyễn bản nguyên tựa hồ muốn khô kiệt mà thiên chủ công kích, vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Còn là muốn chết sao? Triệu Phong thầm nghĩ, có một số không cam lòng. Nhưng mà, liền khi kia mộng huyễn bản nguyên sắp khô kiệt thời điểm. Mộng huyễn ngân cầu bên trong, một cổ khác khó mà phỏng chừng lực lượng đáng sợ, đột nhiên lao ra. Giờ khắc này, kia mộng huyễn ngân cầu tức khắc bị nhuộm càng thêm sáng lạng, kia một tia màu bạc, hoàn toàn biến mất. Toàn bộ mộng huyễn ngân cầu, dường như hóa thành một viên thuần túy mộng huyễn thủy tinh cầu thủy tinh cầu phía trên mắt đồ án cũng lóng lánh càng thêm sáng lạng quang mang có đủ một tia thần vận dường như thật biến thành một cái nhãn châu âm một cổ càng thêm thuần túy mộng huyễn bản nguyên theo triệu phong trong mắt trái lao ra nếu như nói trước triệu phong bản nguyên chi lực như là một đoàn đoàn sương mù như vậy thời khắc này triệu phong phóng thích ra bản nguyên chi lực chính là đặc dính nước chất lượng viễn không tại một tầng thứ mà triệu phong mắt trái trên kia một tiên ngân trạch cũng hoàn toàn biến mất, trở thành thuần túy mộng huyễn chi sắc. Khi này Cổ Cường đại mộng huyễn bản nguyên lao ra thời điểm, phương xa, thiên chủ sắc mặt đột biến, mi tâm ngụy tổ đồng khẽ rung lên. Bên kia, sáu đại thần mâu chúa tể thần mâu nhảy lên. Bọn họ phát động thần mâu hợp nhất chi thuật, bỗng nhiên biến hóa cực không ổn định. Kia vô tận hư không phía trên trắng xám hư ảnh, tức khắc trở nên mơ hồ không rõ từ từ tiêu tán đây rốt cuộc thiên chủ thoáng cái ngây ngẩn cả người triệu phong tại công kích của hắn phía dưới lại có thể không chết trong con mắt lại còn bộc phát ra khác một cỗ lực lượng cường đại tuy rằng hắn bỏ ra to lớn như thế đại giới không có thể giết chết triệu phong làm hắn cảm thấy kỳ quái nhưng bên kia lại với hắn trong tưởng tượng sáu đại thần mâu chúa tể thần mâu hợp nhất chi thuật trở nên không ổn định thiên chủ phát hiện tự mình ngụy tổ đồng, tự hồ cũng có một chút ảnh hưởng tự như, bất quá rất nhỏ. Thần uy chi nộ. Thời khắc này, thiên chủ không quản được nhiều như vậy. Mặc kệ triệu phong con mắt là chuyện gì xảy ra, hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Không nói hai lời, thiên chủ vận chuyển ngụy tổ đồng, đối với sáu đại thần mâu chúa tể, phát động tấn công. Quanh vù vù ngụy tổ đồng trong, phiêu tán ra tầng tầng trắng xám đục ngầu khí lưu, tại thiên khung phía trên, hình thành một viên to khổng lồ hư ảo đầu lâu. Đầu lâu kia kéo ra miệng rộng, phát ra một đạo lệnh vạn vật sinh linh run rẩy trống to, ẩn chứa vô cùng thần uy, đánh thẳng sáu đại thần mâu chúa tể. Nguyên bản, sáu đại chúa tể bởi vì thần mâu hợp nhất chi thuật xuất hiện hỗn loạn, chân tay lúng túng. Mà giờ khắc này, thiên chủ hộ pháp đột nhiên phát động tập kích. Không được. Quá nhanh. Mọi người sắc mặt chợt biến, hoảng sợ muôn dạng thiên chủ giống như đã sớm biết đây hết thảy tự như, tại bọn họ thần mâu hợp nhất chi thuật xảy ra vấn đề thời điểm, ngay đầu tiên liền phát động công kích. Đối mặt một kích này, sáu đại thần mâu chúa tệ chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển ngụy tổ đồng lực lượng, tiến hành chống lại. Oanh âm Ngụy tổ đồng trong bắn ra một đạo trắng xám sóng ánh sáng, cùng kia một đạo thanh thế hạo đảng thần uy chạm va vào nhau. Nháy mắt, trắng xám sóng ánh sáng vỡ vụn, kia một cổ cường hãn sóng xung kích, đánh thẳng ngụy tổ đồng bản thân. Kiên trì. Thiên phạt chúa tể răng lợi cắn chặt, trên trán gân mạch gồ lên, dường như con dung con. Còn lại thần mâu cũng là toàn lực ứng phó. Bỗng nhiên. Âm. Kia to khổng lồ ngụy tổ đồng con mắt, mãnh liệt trung lên, tan vỡ ra. Thần mâu hợp nhất chi thuật giải trừ. Cùng lúc đó, sáu đại chúa tể đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đứng không vững, sắc mặt trắng bệch khó có thể tin. Bọn họ lại có thể sẽ biến thành như vậy, sẽ thất bại. Ha ha! Thiên chủ cười to chi âm truyền đến. Không có gì so với trong tuyệt cảnh lật bàn, càng khiến người ta kích động. Nhìn lọc vào phản vệ sáu đại thần mâu, thiên chủ vô cùng kích động. Âm. Không nói hai lời, đấm ra một quyền. Đạo này kim ngân quyền mang, tại ngụy tổ động tăng phúc, quy năng phiên thăng mấy cái tầng thứ, lột xác thành lực lượng vô địch không có ngụy tổ đồng, sáu đại thần mâu liên thủ, đều khó mà ngăn chặn. Rút lui. Thiên phạt chúa tể tức khắc quát lên. Đối mặt thiên chủ kia cường hãn một kích, bọn họ ngoại trừ né tránh, chạy trốn, đã chớ không có cách nào khác. Liễu cầm hâm chỗ ở tàu chiến, trước tiên cách xa. Hưu 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 mặt khác năm đại thần mâu chúa tể, cùng với diệu nhật chúa tể, thiên kiếm chúa tể, từ không đạo cũng bay nhanh lui ra phía sau. Lưu lại thiên chủ ngụy tổ đồng vận chuyển mà lên. Giữa thiên địa, một cổ tuyệt đối vô địch, không dung sức phản kháng gián lâm xuống. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn vạn dặm mọi người, đều bị một cổ không có sức chống cự áp chế, ở trong hư không dừng lại trong nháy mắt. Mà trong chớp nhoáng này, lệnh nguyên bản có thể thuận lợi chạy trốn năm đại thần mâu, xuất hiện nguy cơ sinh tử. Sinh mệnh chúa tể cùng vạn tượng chúa tể, tại thiên chủ một quyền kia công kích trong phạm vi, đã không kịp đào tẩu mặc dù nói sinh mệnh chúa tể cùng vạn tượng chúa tể am hiểu phòng ngự sinh mệnh lực cực mạnh nhưng bọn họ cũng không đỡ được một chiêu này sinh mệnh chi ấn ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết sinh mệnh chúa tể đôi mắt bốc cháy lên sáng làng xanh biếc hỏa diễm một cổ vô cùng to lớn sinh mệnh lực lượng tự trong cơ thể nàng phun trào mà ra quanh kia một cổ tuyệt cường lực lượng đem ở vào công kích phạm vi biên giới vạn tượng chúa tể thôi động mấy dặm xa đồng thời sinh mệnh chúa tể thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng bị vạn tượng chúa tể hấp thu làm hắn nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại hơn sinh mệnh vạn tượng chúa tể thoát đi một quyền này công kích phạm vi quay đầu lại không đành lòng kêu lên nhưng mà hắn còn không có xem sinh mệnh chúa tể một mắt quanh kia một đạo vô cùng đáng sợ quyền mang gào thét mà qua đem sinh mệnh chúa tể nuốt hết đem hết thảy hủy diệt còn lại thần mâu chúa tể nhìn thấy tình cảnh này cũng lộ ra thương tiếc chi sắc vừa mới sinh mệnh chúa tể cùng vạn tượng chúa tể đều khó thoát khỏi cái chết nhưng sinh mệnh chúa tể lại lợi dụng tự mình lực lượng cứu vãn vạn tượng một mạng hơn nữa còn thừa lại năm đại chúa tể đều cảm thụ được trên thân thể của chính mình xuất hiện một cái thần bí phức tạp ấn ký dường như lá cây hình dạng tản ra mênh mông sinh mệnh chi lực, nháy mắt liền lệnh thương thế của bọn họ, hoàn toàn khôi phục. Sinh mệnh chúa tể trước khi chết, lợi dụng sở hữu sinh mệnh bản nguyên, thi triển này bí thuật. Thiên phạt chúa tể cúi đầu, hơi hơi lay động. Cứ như vậy, cho dù nàng chết, thiên chủ lấy được sinh mệnh bản nguyên cũng ít vô cùng, phải cần một khoảng thời gian tài năng khôi phục, chỉ ít sẽ không nháy mắt trở nên không gì sánh được cường đại. Sinh mệnh chúa tể chết, nhưng trước khi chết, Nàng đã làm nàng có thể làm sở hữu sự tình. Đã thua. Tử Vong Chúa Tể thân thể khẽ run. Cho dù sinh mệnh Chúa Tể như vậy tận lực, nhưng bọn họ vẫn bại. Tuy rằng bọn họ có khả năng lần nữa thi triển thần mâu hợp nhất, nhưng nhất định không bằng trước. Mà Thiên Chủ lại thôn phệ một cái thần mâu bản nguyên, nhất định sẽ biến hóa càng cường đại hơn. Bên kia. Ha ha. Ha ha thiên chủ điên cuồng sướng cười mi tâm ngụy tổ đồng tiếp thu phạm trụ hàng lâm mà đến sinh mệnh chúa tể chi lực bây giờ đã thành kết cục đã định sở hữu thần mâu đã bất lực cái gì đều không sửa đổi được nhưng ngay khi hắn tiếp thu sinh mệnh chúa tể chi lực thời gian thiên chủ bộ mặt cứng đờ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bạch ngân tàu chiến bên trong liễu cầm hâm cùng vũ thiên vu ánh mắt nóng cháy nhìn triệu phong lúc này triệu phong thân thể bị một tầng mộng huyễn hải lưu bao khỏa, hắn toàn thân cao thấp, lập lòe mộng huyễn ánh sáng nhạt. Trên tóc của hắn ngân trạch đã rút đi, dường như hóa thành từng cây một mộng huyễn tơ nhỏ, cùng bốn phía mộng huyễn hải lưu hòa làm một thể. Mà triệu phong mắt trái, xoay chậm chậm, không ngừng ánh xạ ra kinh diệu rực rỡ huyễn thải quan mang, tản ra khí tức, càng ngày càng mạnh. Hơi thở kia, vượt qua thần mâu. Hơi thở kia, đến gần ngụy tổ đông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1568 Mới Ngụy Tổ Đồng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1568 Mới Ngụy Tổ Đồng Thiên Chủ đánh chết sinh mệnh thần mâu Tiếp thu tới từ phạm trụ sinh mệnh chúa tể chi lực, nhưng hắn nhưng không là thời khắc này hấp dẫn người ta nhất chú ý mục tiêu hôn ám thâm trầm thiên địa một bên kia không cách nào hình dung mộng huyễn sắc thái mang theo cường đại kinh nhân lệnh mọi người kinh sợ bản nguyên khí tức từ từ tràn nập ra hấp dẫn chú ý của mọi người cổ kia đáng sợ khí tức trong nháy mắt liền vượt qua thần mâu không gì sánh được tiếp cận ngụy tổ đồng cấp bậc làm sao có thể mạnh mẽ như vậy khí tức thiên phạt chúa tể sững sờ ở tại chỗ hắn thiên phạt thần mâu vào giờ khắc này cảm thụ được một cổ thật sâu sợ hãi có khả năng cho hắn loại cảm giác này trước chỉ có thiên chủ thiên đạo thần mâu cùng với lột xác sau ngụy tổ đồng nhưng bây giờ lại nhiều hơn một loại điều đó không có khả năng mắt của hắn không phải thần mâu sao tử vong chúa tể nội tâm khẽ ruông thần mâu cực hạn chính là thần mâu mà thôi trừ phi áp dụng phương pháp đặc thù bằng không lực lượng không có khả năng tăng cường mà triệu phong mộng huyễn thần mâu lại phá vỡ thần mâu cực hạn, tự động phát sinh lột xác, hướng về cường đại hơn phương hướng đi về phía trước. Hơn nữa, ở đây sở hữu thần mâu chúa tể, đối với triệu phong mắt trái, có một cổ không rõ sợ hãi. Bạch Ngân tàu chiến bên trong. Vũ Thiên vô cùng liễu cầm hâm, đem triệu phong hết thảy biến hóa mắt thấy, sắc mặt biến hóa không ngừng. Mắt của hắn, không phải thần mâu. Vũ Thiên vu kinh ngạc nỉ non, thời khắc này, chỉ có này một cái khả năng. Tuy rằng tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng hết thảy còn có cứu vãn khả năng. Liễu cầm hâm vận mệnh thần mâu, cũng âm thầm sợ hãi, hơi hơi run rẩy. Trước khi đại chiến, nàng liền suy diễn ra, mấu chốt của trận chiến này điểm, tại Triệu Phong trên thân. Bây giờ, chỉ có thể nhìn Triệu Phong. Cực xa hướng, mang hoang thần vượt rất nhiều cường giả đỉnh cao, thấy sinh mệnh chúa tể bị giết sau, coi là hết thảy đến đây kết thúc. Nhưng Triệu Phong dị dạng, nhen nhóm bọn họ hy vọng trong lòng một màn kia lộng lẫy sáng làng sắc thái tại đây hôn ám đơn điệu thâm trầm băng lãnh thế giới là cỡ nào ấm áp làm người ta khát vọng muốn tiếp cận chính tại tiếp thu sinh mệnh chúa tể chi lực thiên chủ ba cái con mắt mở to ngưng trọng không gì sánh được tiểu tử này con mắt thiên chủ sắc mặt thâm trầm âm lệ hắn có thể tin tường cảm thụ được triệu phong mắt vượt qua thần mâu tiếp theo ngụy tổ đồng cấp bậc điểm này đã vượt qua thường thức mặt khác chẳng biết tại sao thiên chủ thiên đạo ngụy tổ đồng bỗng nhiên trở nên táo động bên trong thiên đạo bản nguyên trở nên cuồng bạo không gì sánh được tựa hồ đối với triệu phong con mắt có cực lớn cừu thị mà thiên chủ tâm tình cũng bị quấy rầy đối với triệu phong cừu hận độ vượt xa trước chết thiên chủ ba cái con mắt hung hăng nhìn chầm chằm triệu phong sát ý nghiêm nghị âm hắn mi tâm thiên đạo ngụy tổ đồng tản mát ra kinh tâm động phách đáng sợ khí tức một đạo trắng xám thần quang bỗng nhiên bắn phá mà ra băng lãnh vô tình chế tài hết thảy triệu phong cẩn thận thiên phạt chúa tể tức khắc quát lên ngụy tổ đồng một kích coi như là mấy người bọn hắn liên thủ đều rất khó chặn trừ phi là thần mâu hợp nhất chi pháp thiên đạo ngụy tổ đồng lực lượng quá mức cường hãn đối với thế gian bất kỳ lực lượng nào pháp tắc đều có tuyệt đối áp chế. Ngoại trừ viên mãn pháp tắc bên ngoài, nó pháp tắc lực lượng, căn bản là không có cách tồn tại ở thiên đạo lực lượng trước mặt. Không được. Triệu Phong nhận thấy được không ổn, nhưng hắn lúc này, khó mà vận chuyển lực lượng trong cơ thể, vô pháp né tránh một kích này. Lui. Rút đi. Triệu Phong trong đầu, chỉ còn lại có này một cái ý niệm trong đầu. Nếu là vô pháp tránh né một kích này, hắn chắc chắn phải chết nó cái gì đều không trọng yếu. Thế nhưng, do mộng huyễn thần mâu duyên cớ, Triệu Phong thời khắc này chỉ có thể điều động bộ phận lực lượng, mà cổ lực lượng này tại thiên đạo dưới áp chế, nhỏ lo nhỏ, trên cơ bản không có tác dụng gì. Mắt nhìn, kia một đạo trắng xám thần quang, băng lãnh vô tình bắn phá mà tới. Hồ kia trắng xám thần quang, đảo qua một cái. Nhưng kỳ quái là, không có đánh trúng Triệu Phong. Gì? Phía sau, triệu phong khẽ di một tiếng vừa mới thân thể của hắn vô duyên vô cớ về phía sau thuấn di mấy ngàn dặm do này mới tránh ra thiên chủ công kích bất quá hắn vừa mới cũng không có thi triển thuấn di tại ngụy tổ đồng cấp bậc thiên đạo chi lực dưới coi như là viên mãn không gian pháp tắc cũng khó mà thi triển thần thông thuấn di nhưng vào lúc này triệu phong mắt trái từ từ khôi phục cảm giác trước hắn hoàn toàn không cảm giác được mắt trái tồn tại thân thể bốn phía vô số mộng huyễn hải lưu từ từ trở lại triệu phong trong mắt trái chẳng lẽ là mộng huyễn thần mâu triệu phong ý thức được điểm này hắn vừa mới có lẽ là phát động mộng tưởng thành thật năng lực chỉ có như vậy tài năng giải thích hắn vì cái gì vô duyên vô cớ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một chỗ khác hơn nữa sau đó triệu phong từ từ có thể rõ ràng cảm thụ được mắt trái có khả năng thôi động mắt trái không chết Thiên chủ nhướng mày. Có khả năng như vậy dễ dàng né tránh ngụy tổ đồng công kích, coi như là sáu đại thần mâu hợp nhất về sau lực lượng, đều khó mà làm được. Tạ cho ngươi chết, ngươi thì phải chết. Thiên chủ tức khắc giận dữ, khẽ quát một tiếng. Quanh hắn thiên đạo ngụy tổ đồng trong, một đạo ác liệt to lớn trắng xám sóng ánh sáng, bắn phá mà ra. Lúc này đây, thiên chủ công kích phạm vi càng lớn, đối thiên địa nó pháp tắc áp chế mãnh liệt hơn, coi như là viên mãn pháp tắc, cũng khó mà phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Đi. Triệu phong thần sắc khẽ biến, thôi động mộng huyễn thần mâu. Ô, ô, n, về hắn toàn thân thân thể, tái hiện một tầng mộng huyễn màn sáng, sau đó từ từ trở thành nhạt, biến mất không còn tâm tích. Đương nhiên, quá trình này thực tế rất ngắn. Bá mười vạn dặm bên ngoài, triệu phong thân hình không có dấu hiệu nào xuất hiện, thoát khỏi thiên chủ công kích phạm vi đây là cái gì lực lượng không bị ta thiên đạo chi lực áp chế sao thiên chủ sắc mặt hơi kinh hãi chợt thâm trầm xuống thiên đạo chi lực có thể áp chế thế gian bất kỳ lực lượng nào nhưng vì sao không áp chế nổi triệu phong lực lượng còn lại thần mâu chúa tể thấy loại tình huống này cũng là vạn phần kinh hãi thiên chủ thiên đạo thần mâu không lột xác đến ngụy tổ đồng trước mấy người bọn hắn còn có thể đối kháng có thể lột xác đến ngụy tổ đồng sau trừ phi thần mâu hợp nhất bằng không chớ không có cách nào khác nhưng bây giờ triệu phong một thân một mình là có thể cùng thiên chủ chu toàn muốn chết thiên chủ cau mày có một số tức giận thời khắc này hắn đã hấp thu xong sinh mệnh chúa tể chi lực tuy rằng không nhiều nhưng chính đang nhanh chóng khôi phục bạch thân hình lóe lên thiên chủ hướng triệu phong tới gần lúc này đây thiên chủ thật sự quyết tâm tự mình đối với triệu phong ra tay cẩn thận triệu phong thiên phạt chúa tể không khỏi kêu lên mấy đại thần mâu chúa tể cũng thiếu chút nữa lao ra đi tìm chết thiên chủ quyền phải oanh ra một đạo kim ngân cột sáng mang theo vô cùng lực lượng xỏ xuyên qua mà ra đi triệu phong vận chuyển mộng huyễn thần mâu thi triển mộng tưởng thành thật năng lực phong tỏa một chỗ nào đó thân hình của hắn bị một tầng mộng huyễn màng sáng bao phủ sau một khắc liền biến mất xuất hiện ở một địa phương khác không phải không gian thuấn di cự ly triệu phong khá gần thiên chủ có thể xác định triệu phong di động phương thức cùng không gian pháp tắc không quan hệ thế nhưng không sử dụng không gian pháp tắc làm sao có thể theo một chỗ bỗng nhiên tới đến một địa phương khác đương nhiên thiên đạo chi lực ngoại trừ ngươi chạy không thoát thiên chủ mi tâm thiên đạo ngụy tổ đồng vận chuyển. Bạch. Thiên chủ thân hình bỗng nhiên biến ám trở thành nhạt, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, thiên chủ xuất hiện ở triệu phong bên cạnh. Đi. Triệu phong tâm thần cả kinh, lần nữa đào tẩu. Nhưng mà, thiên chủ cắn chặt triệu phong, tơ không buông lỏng chút nào. Bá bá bá. Vô tận hư không bên trong, hai bóng người, tới tới lui lui lập lòe loại này không vận dụng không gian pháp tắc muốn đi nơi nào thì đi nơi đó năng lực thật là làm người không thể tưởng tượng nổi nếu như đổi thành một sát thủ có đủ năng lực này nhiệm vụ ám sát ít khả năng thất bại thật mạnh triệu phong không dám thả lỏng không ngừng chạy thuộc mạng bây giờ hắn chỉ có thể lợi dụng loại năng lực này bảo mệnh mà thiên chủ chẳng biết tại sao đối với triệu phong cừu hận trình độ càng ngày càng cao tựa hồ hai người có đến không hết thu hận năm đại thần mâu đều bị thiên chủ quăng đến một bên. Đương nhiên, thiên chủ thời khắc này thực lực so trước mạnh hơn, muốn giết năm đại thần mâu dễ dàng. Chẳng qua trước đó, hắn càng muốn giết Triệu Phong. Bá bá bá. Thế nhưng, thiên chủ vô pháp đối với Triệu Phong khả năng di chuyển tiến hành chặn lại, cũng vô pháp biết trước. Thiên băng địa liệt. Thiên chủ ngửa mặt lên trời rít gào, mi tâm bắn ra một cổ chúa tể thiên địa vạn vật lực lượng, xông lên vô tận hư không. Âm âm. Phương viên mấy triệu dặm hư không, rung rung mà lên, cũng càng ngày càng kịch liệt, phát ra ầm ầm vang dội. Sau một khắc, vùng không gian này bên trong, bộc phát ra vô tận lực lượng hủy diệt, phong lôi điện hỏa, kim quang đá vụn, tràn đầy mỗi một tấc, mỗi một chút nào. Liếc nhìn lại, dường như thế giới đều hủy diệt. Cũng may, còn lại người cách bọn họ hai người khá xa, bằng không khó khăn gặp này kiếp ta xem ngươi chạy đi đâu. Thiên chủ hừ nhẹ một tiếng, đuổi Triệu Phong. Giờ khắc này, Triệu Phong không đường có thể trốn, sở hữu địa phương, đều tràn đầy lực lượng đáng sợ, có khả năng đơn giản diệt sát chúa tể lực lượng. Không sai, Triệu Phong thời khắc này xác thực cảm thụ được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Giữa thiên địa chung quanh là hủy diệt chi lực, hơn nữa tự mình còn bị thiên chủ đuổi giết. Hầu như sau một khắc, Triệu Phong liền muốn tử vong mộng cảnh ngoại phóng. Triệu Phong thôi động thiên đạo thần mâu, gây ra một mảnh mộng cảnh không gian, cũng thả ra ngoài. Ô ô nờ gờ. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, khác một bức xinh đẹp cảnh sắc tranh họa, cùng thiên địa trọng điệp lên nhau. Tại tự mình mộng cảnh trong phạm vi, Triệu Phong thực lực của tự thân được đến tăng phúc, thậm chí kia mộng huyễn thần mâu lực lượng, cũng từ từ tăng cường, triệt để đạt đến ngụy tổ đồng cấp bậc. Tiêu thất. Triệu Phong vận chuyển tâm niệm lực lượng, đảo qua mộng cảnh trong phạm vi hết thảy hủy diệt nguy cơ. Sau một khắc, kia vô cùng phong lôi thủy hỏa, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, uy năng từ từ yếu bớt. Cái gì? Thiên chủ sắc mặt cả kinh. Lấy triệu phong năng lực, lại có thể có thể làm chiêu thức của hắn mất đi hiệu lực. Thụ ta một kiếm. Triệu phong sắc mặt lạnh lẽo, hỗn độn lôi kiếp lực lượng trao động, ngưng tụ thành một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm hắn có thể không là bị động chịu đòn không hoàn thủ loại hình. Hơn nữa, Triệu Phong từ từ tìm về cảm giác, sử dụng mộng huyễn thần mâu thuận buồn xuôi gió, đối với mộng huyễn thần mâu lực lượng chân chính, cũng có cuối. Nguyên lai, trước hắn một mực vô pháp triệt để phát huy mộng huyễn thần mâu lực lượng, không phải của hắn vấn đề, mà là mộng huyễn thần mâu còn lâu mới có được đạt đến cực hạn. Hiện tại, Triệu Phong tin tưởng, hắn đã có khả năng phát huy ra mộng huyễn thần mâu cấp độ càng sâu lực lượng tăng cường tăng cường triệu phong vận chuyển mộng huyễn ngụy tổ đồng ngưng mắt nhìn ở đó hỗn độn lôi kiếp kiếm phía trên ô ô n dê nổi lên hiện một tầng mộng huyễn màn sáng chợt chỉnh thanh trường kiếm thể tích tăng gấp bội kia hỗn độn chi lực cùng lôi kiếp lực lượng uy năng trở mình tăng vài lần hóa thành một thanh kình thiên chi kiếm ầm ầm hạ xuống tuy rằng hỗn độn lôi kiếp chi lực so ra kém thiên đạo chi lực nhưng triệu phong này một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, cực lớn đến vượt qua tưởng tượng. Khi lực lượng đạt đến cực hạn, vượt qua lẽ thường, có khả năng phá tan nhất định xiền xích. Quanh phanh toàn bộ thiên địa rung lên, hỗn độn cùng lôi kiếp lực lượng, tràn ngập ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1569 Mộng Huyễn VSC Thiên Đạo. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com To lớn hỗn độn lôi kiếp chi lực, giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn tới. Phương xa, số cường giả vận chuyển thần lực, toàn lực ngăn chặn. Không ít tam trọng thiên thậm chí thần vương cường giả, tránh lui càng xa. Trước tiên lui, thiên phạt chúa tể thấp giọng nói. Bất luận là thiên chủ vẫn là triệu phong, lực lượng đều ở đây không ngừng trở nên mạnh mẽ, dường như mãi mãi không kết thúc. Trước, bọn họ còn muốn cùng Triệu Phong liên thủ đối kháng thiên chủ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là chủ động lui xa tốt. Húng hồ, bọn họ vẫn là thiên chủ mục tiêu, hay là trước trút lui một khoảng cách. Bọn họ cũng sẽ không đem đây hết thảy hoàn toàn giao cho Triệu Phong, trước thần mâu hợp nhất bị ép giải trừ, bọn họ bị nhất định phản phệ, bất quá có sinh mệnh chúa tể trước khi chết lưu lại sinh mệnh chi ấn, có lẽ sẽ khôi phục nhanh một chút. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ còn có thể lần nữa thi triển thần mâu hợp nhất chi pháp. Âm. Nhưng vào lúc này, khi hỗn loạn hỗn độn, lôi kiếp ở giữa đại dương, một cổ cường đại thiên đạo chi lực phóng lên trời. Màu trắng xám khí lưu ở trong hư không, lần nữa cấu trúc một cái trắng xám bóng người, vô biên vô tận, nhìn không thấy phần cuối, làm người ta nhìn mà sợ này cho thấy, thiên chủ tính toán làm thật. Triệu Phong, bất luận con mắt của ngươi là cái gì ngoại tộc, đều muốn thần phục tại thiên đạo ngụy tổ đồng phía dưới. Thiên chủ một mặt âm u, phẫn nộ cùng sát ý, ngưng tụ như thật. Vậy thì thử xem đi. Triệu Phong sắc mặt bình thản ngưng trọng. Như đổi thành trước, hắn chắc chắn sẽ không cùng thiên chủ cứng đối cứng. Theo mộng huyễn thần mâu không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn đào móc ra cấp độ càng sâu lực lượng, cũng đã không hề sợ hãi thiên chủ. Hơn nữa, theo mộng huyễn thần mâu thức tỉnh lột xác đến ngụy tổ đồng, triệu phong trong đầu, mơ hồ tái hiện nào đó chút tranh hòa, tuy rằng nội dung không rõ khó mà phân biệt, có thể triệu phong cảm giác, lúc này hắn nhất thiết phải ngăn cản thiên chủ, đây hết thảy là hắn bản nên làm. Quanh mộng huyễn ngụy tổ đồng bên trong, tầng tầng mộng huyễn hải lưu, phun ra ngoài, lượng quanh tại triệu phong bốn phía, đang dệt thành một mảnh mộng cảnh lĩnh vực. Chết đi! thiên chủ khuôn mặt dữ tợn gào thét một tiếng kia to khổng lồ trắng xám hư ảnh bàn tay vung lên nơi cực xa triệu phong đỉnh đầu xuất hiện một con vô pháp lường được trắng xám cự thủ băng lãnh vô tình tản ra nát bấy hết thảy uy áp một chưởng này phạm vi rộng lớn uy năng không gì sánh được cắt giảm cắt giảm triệu phong vận chuyển mộng huyễn ngụy tổ đồng sử dụng mộng tưởng thành thật năng lực ô n dê một cổ vô hình mộng huyễn quang vụ ở đó trắng xám cự thủ trên mơ hồ tái hiện lập tức trắng xám cự thủ bên trong ẩn chứa lực lượng chậm rãi yếu bớt một chút hiệu quả lại có thể kém như vậy triệu phong mộng tưởng thành thật năng lực có khả năng cải biến hết thảy sự vật nhưng là nhằm vào này thiên đạo chi lực cũng không rõ ràng cũng có thể nói là đại giới thập phần to lớn có thể triệu phong không biết bên kia thiên chủ nội tâm cả kinh lật lên kinh đào hải lãng đây chính là thiên đạo chi lực áp đảo sở hữu lực lượng phía trên quy hoạch vạn vật chế định hết thảy quy tắc lực lượng lại bị triệu phong ngụy tổ đồng ảnh hưởng quả thực không thể tưởng tượng nổi lẽ nào con mắt của hắn cùng tổ đồng có quan hệ thiên chủ thầm nghĩ trước hắn cũng có qua cái ý nghĩ này nhưng nháy mắt liền bị hủy bỏ mà lúc này thiên chủ lại hết sức tin tưởng điều phỏng đoán này bất kể là cái gì, thời khắc này chỉ cần giết Triệu Phong, hết thảy liền giải quyết rồi, nói không chừng còn có thể thu hoạch Triệu Phong con mắt lực lượng. Âm. Thiên chủ tức khắc phát lực, kia trắng xám cự trưởng uy năng tăng nhiều, hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Tại cổ này tuyệt cường thiên đạo chi lực dưới, bất kỳ lực lượng nào, đều muốn hóa thành cho bụi. Nhưng là, triệu phong mộng huyển bản nguyên, vẫn còn bồi hồi tại bốn phía, ngăn cản này cổ áp lực lớn lao huyễn diệt. Triệu Phong mắt trái một hồi, lần nữa vận chuyển mà lên. Trong tầm mắt, kia trắng xám cự thủ cấp tốc bịt kín một tầng mộng huyễn màn sáng. Sau một khắc, kia trắng xám cự thủ tức khắc biến hóa trong suốt vài phần, hiển nhiên, thiên chủ công kích, quy năng lại yếu bớt không ít. Hỗn độn và thiên thủ Thời khắc này, Triệu Phong thi triển cường hãng hỗn độn chiến kỹ, hơn nữa tại mộng cảnh không gian bên trong lĩnh vực, quy năng cường hãng tuyệt luân tăng cường. Tâm niệm lực lượng vận chuyển, mộng huyễn bản nguyên trút xuống mà ra. Khi hôn ám lôi điện chi thủ, quy năng lần nữa phiên thăng, trở nên to khổng lồ không gì sánh được, tuy rằng so ra kém kia một trắng xám cự thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Quanh phanh hai con cự thủ mãnh liệt chạm vào nhau, hủy diệt tính phong bạo tức khắc tản ra. Thần mâu phục chế. Triệu phong hừ nhẹ một tiếng, mắt trái vận chuyển mà lên. Quanh triệu phong thể nội, Mộng huyễn chi sắc trào động, hình thành một con không gì sánh được to khổng lồ mộng huyễn con mắt. Loại này tồn tại hình thức, cùng thiên chủ trên thân thể trắng xám bóng người, cực tương tự. Bỗng nhiên, kia mộng huyễn trong con mắt phóng xuất ra vô cùng mộng huyễn loạn lưu, kia loạn lưu trong bỗng nhiên xuất hiện một con trắng xám bàn tay. Không. Thậm chí ngay cả thiên đạo chi lực cũng có thể phục chế. Thiên chủ tức khắc làm cho kinh sợ rồi triệu phong phục chế năng lực hắn biết một chút nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới triệu phong lại có thể có thể phục chế thiên đạo chi lực này tuyệt độ không có khả năng a à. âm thiên chủ đỉnh đầu trắng xám hư ảnh một chưởng oanh ra hai con sờ một cái bàn tay ở trong hư không bỗng nhiên va chạm nhưng không đến khoảnh khắc triệu phong phỏng chế ra một chưởng kia bành két một tiếng nát bấy ra không thể hoàn toàn phục chế thiên đạo chi lực sao triệu phong lẩm bẩm một tiếng thiên đạo chi lực chung quy quá mức đặc thù hắn không thể hoàn toàn phục chế xuống cực xa bạch ngân tàu chiến bên trong liễu cầm hâm tuy rằng tu vi không cao nhưng vận mệnh thần mâu năng lực có thể làm cho nàng nhìn thấy hết thảy phong mộng huyễn lực lượng có khả năng cùng thiên đạo lực lượng đối kháng liễu cầm hâm phân tích thân là vận mệnh thần mâu nàng đối với bản thân không biết hết thảy sự vật đều vô cùng cảm thấy hứng thú tuy rằng triệu phong mộng huyễn chi lực cùng thiên đạo chi lực đều không thể hoàn toàn áp chế đối phương nhưng ở liễu cầm hâm xem ra triệu phong mộng huyễn chi lực tự hồ càng tốt hơn chí ít mộng huyễn chi lực đối với thiên đạo chi lực có yếu ớt khắc chế tỉ như suy yếu thiên đạo chi lực phục chế bộ phận thiên đạo chi lực có thể thiên đạo chi lực tự hồ vô pháp hạn chế lại mộng huyễn chi lực oanh phanh bồng thiên chủ cùng triệu phong chiến đấu lần nữa bạo phát quy năng càng thịnh trước hai cổ tuyệt cường lực lượng, mãnh liệt va chạm, hình thành một cổ lại một cổ cường hãn sóng xung kích, đánh thẳng vào toàn bộ mang hoang thần vực, thậm chí nơi càng xa xôi hơn. Bất cứ sự vật gì, đều muốn bị thiên đạo chế ước. Thiên chủ phẫn nộ không ngớt. Hắn vô pháp tha thứ có người khác, có khả năng lấy sức một mình, cùng hắn đối kháng. Thiên đạo chi trụ. Thiên chủ hét lớn một tiếng. Kia to khổng lồ trắng xám hư ảnh, hai tay hợp lại, bấm pháp quyết. Quanh vô tận hư không trong, bỗng nhiên tái hiện tám cái màu trắng xám trầm trọng cột, trên kỳ dị phong cách cổ xưa hoa văn, hiện lên vô tình lạnh lẽo quang mang, bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Vô tận hư không bên trong, đều là thiên đạo chi lực trấn áp. Mà kia tám cái cột bên trong, càng như là hạn chế hết thảy tử tù, vĩnh viễn vô pháp chạy trốn. Hơn nữa, này tám cái cột, còn đang không ngừng co lại. Thật mạnh hạn chế. Triệu Phong ánh mắt trầm xuống, ngoại trừ mộng huyễn bản nguyên, tự mình hỗn độn chi lực cùng lôi kiếp lực lượng, cơ hồ bị suy yếu 7, 8 phần 10. Nhưng là, cái này cũng không tỏ vẻ hắn không có cách nào. Thần Mâu. Phục chế. Triệu Phong lần nữa vận chuyển mộng huyễn ngụy tổ đông. Đỉnh đầu hắn con mắt hư ảnh, trôi nổi lên một tầng mộng huyễn sương khói, kia trong ánh mắt, mộng huyễn lưu quang bay nhanh vận chuyển, dường như nổi lên cái gì muốn đối phó hôm nay tình huống phổ thông thủ đoạn không có cách nào triệu phong mộng huyễn bản nguyên bay nhanh tiêu hao đồng thời triệu phong mắt trái bên trong vô cùng vô tận lực lượng trào động mà ra so trước càng cường đại hơn quanh bỗng nhiên triệu phong trên thân thể to khổng lồ con mắt hư ảnh hướng về phía trước bay lên mà đi một cái mộng huyễn bóng dáng khổng lồ từ từ hình thành cái này to khổng lồ mộng huyễn hình bóng cùng thiên chủ trên thân thể kia trắng xám hình bóng nào tương tự, phản phất là đồng loại. Nhưng vào lúc này, kia mộng huyễn hình bóng trong thân thể, xuất hiện một cái mộng huyễn vòng xoáy, bên trong lao ra tám con trắng xám cự thủ. Quanh phanh tám con trắng xám cự thủ, hướng bốn phương tám hướng bay đi, cùng tám cái cây cột chống trời va chạm vào nhau. Này tuyệt đối không thể. Thiên chủ thân thể chấn động. Triệu phong con mắt thúc dục ra mộng huyễn hình bóng, cùng trên người của hắn trắng xám hình bóng, là cỡ nào tương tự. Thiên chủ thế nhưng biết rõ, trên người mình trắng xám hình bóng, là có thiên đạo tổ đồng, thái cổ tổ thần, hư ảnh. Lẽ nào, con mắt của hắn, là tổ đồng? Thiên chủ con mắt mở to, khó mà tin được. Thế gian ngoại trừ thiên đạo tổ đồng bên ngoài, còn có một con khác tổ đồng. Quy lực Tăng cường Triệu Phong không ngừng thôi động mộng huyễn ngụy tổ đồng khi tám con to khổng lồ màu xám móng vuốt trên tái hiện một tầng mộng huyễn màng sáng sau đó cả bàn tay thu được lực lượng thần bí tăng phúc trở nên càng lớn uy năng càng mạnh giờ khắc này triệu phong không chỉ có ngăn cản thiên chủ công kích thậm chí chiếm cứ ưu thế không tốt hắn con mắt đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn nữa tăng cường tốc độ lại có thể nhanh như vậy thiên chủ bỗng nhiên ý thức được cái gì hắn và triệu phong khai chiến thời gian triệu phong con mắt còn không có đạt đến ngụy tổ đồng càng về sau phát huy ra lực lượng càng ngày càng mạnh đạt đến ngụy tổ đồng đến bây giờ ngưng tụ mộng huyễn bóng dáng khổng lồ loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ thật sự là quá nhanh không được ta cần trở nên càng mạnh thiên chủ sắc mặt trầm xuống ánh mắt quét về phía bên phải cực xa phương hướng nguy hiểm thiên phạt chúa tể đám người bỗng nhiên cảm giác được một cổ rợn cả tóc gáy nguy cơ Mau bỏ đi. Tử vong chúa Tể lập tức bỏ chạy mà đi. Các ngươi đều là của ta. Thiên chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt xuất hiện ở mấy triệu dặm bên ngoài, tiếp cận năm đại thần Mâu. Chết. Thiên chủ ánh mắt băng lãnh vô tình, như giết mấy cái thần Mâu chúa Tể là một kiện tiện tay việc nhỏ. Bên kia, Triệu Phong cũng nhận thấy được thiên chủ mục đích. Thiên chủ có khả năng đánh chết tám đại thần Mâu thu hoạch bản nguyên không ngừng trở nên mạnh mẽ nếu để cho thiên chủ đánh chết còn thừa mấy đại thần mâu chúa tể lực lượng chắc chắn bạo tăng đến càng thêm trình độ khủng bố có lẽ tự mình mộng huyễn ngụy tổ đồng đều không phải là đối thủ trở lại cho ta triệu phong mắt trái ngưng mắt nhìn tại thiên chủ trên thân mộng huyễn ngụy tổ đồng điên cuồng vận chuyển chỉ thấy thiên chủ thân hình dĩ nhiên thật về phía sau rút lui mấy dặm bá thiên chủ lần nữa rút lui mấy dặm, không ngừng rút lui, trong nháy mắt liền cách xa năm đại chúa tể. Ngươi! Thiên chủ lòng ngực lửa giận ngập trời. Thân thể của chính mình lại có thể sẽ vô duyên vô cớ về phía sau rút lui, điều này làm hắn thập phần không lợi, trơ mắt nhìn tới tay đồ ăn bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 1570. Chung kết cuộc chiến. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1570. Chung kết cuộc chiến triệu phong mắt trái trưởng thành tốc độ quá nhanh, ngay từ đầu, thiên chủ có ưu thế tuyệt đối, triệu phong toàn lực ứng phó tài năng bảo mệnh. Nhưng bây giờ, triệu phong đã có khả năng cùng thiên chủ chính diện đối kháng, cũng phát động phản kích. Cút Thiên chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển thiên đạo thần mâu năng lực, nháy mắt tiêu thất, tiếp cận năm đại thần mâu chúa tể. Mơ tưởng Triệu Phong khẽ quát một tiếng, thôi động mộng tưởng thành thật năng lực, bay nhanh tiếp cận thiên chủ. Nhập mộng Mộng huyển ngụy tổ đồng vận chuyển, bốn phía mộng cảnh càng ngày càng to lớn, chân thực. Khi Triệu Phong tới gần thiên chủ thời điểm, bốn phía mộng cảnh không gian, dường như một cái trương khai bông hoa bỗng nhiên khép kín, đem Triệu Phong cùng Thiên Chủ bao khỏa ở bên trong. Trước, Triệu Phong chỉ có thể thông qua lôi kéo địch nhân ý thức, đem đối thủ kéo vào mộng cảnh không gian. Thời khắc này, Triệu Phong có khả năng lợi dụng phóng ra ngoài mộng cảnh không gian, tương địch nhân nuốt vào tới. "Phá cho ta." Thiên Chủ cảm thụ được một cổ nguy cơ, thiên đạo thần mâu thiêu đốt mà lên, kỳ trắng xám thân ảnh càng thêm ngưng thật vài phần, hai tay kéo ra, phóng xuất ra đáng sợ thiên đạo chi lực muốn nát bấy hết thảy. Ông oanh oanh toàn bộ mộng cảnh không gian lay động mà lên, kia trắng xám bóng dáng khổng lồ sông trưởng vung ra địa phương, càng là xuất hiện mạng nhện vết nứt. Mộng cảnh khốn không nổi hắn sao? Triệu phong tâm thần uy lẫm. Tuy rằng hắn sớm liền đoán đến điểm ấy, thiên đạo lực lượng vốn liền là tuyệt đối trưởng khống lực, rất khó bị khác một cổ lực lượng cho vây khốn. Đương nhiên, triệu phong vốn có cũng chỉ tính toán vây khốn thiên chủ một hồi, để cho thần mâu đào tẩu. Tuy rằng như vậy, có thể thiên chủ một khi ly khai mộng cảnh không gian, ta còn muốn ngăn cản hắn, thì càng khó khăn. Triệu phong sắc mặt thâm trầm không gì sánh được, suy tư. Thiên chủ thực lực cường hãn, tự mình bây giờ nhiều lắm chống lại cũng thích hợp phản kích, muốn đem như vậy một gã cường giả ngăn cản, có một số khó khăn, tỉ như triệu phong mộng cảnh, lập tức liền cũng bị thiên chủ hủy diệt. Tại vỡ vụn mộng cảnh không gian bên trong, triệu phong cho dù có khả năng muốn làm gì thì làm cũng khó mà đánh chết thiên chủ suy cho cùng thiên chủ có thái cổ thần ma thể luân hồi bất diệt thể cùng với sinh mệnh thần mâu lực lượng trừ phi nháy mắt đem lau đi bằng không sẽ không phải chết mấu chốt nhất một điểm thiên đạo chi lực đối với mộng huyễn chi lực có cực mạnh sức chống cự mặt khác triệu phong mộng huyễn thần mâu cũng không phải công kích phương diện năng lực hắn muốn ngăn cản thiên chủ hoặc đánh bại thiên chủ tần tự thân có càng cường đại hơn công kích tính hoặc mắt trái tầng thứ vượt xa thiên chủ thiên đạo thần mâu rất nhiều được rồi thái cổ thần ma thể cùng tổ đồng trong lúc đó có liên hệ triệu phong bỗng nhiên nghĩ đến thiên chủ trước nói mặt khác thái cổ tộc lực lượng đối với thiên đạo chi lực sức chống cự so với nó lực lượng hiếu thắng rất nhiều nếu là hắn tự mình nắm giữ này một loại lực lượng cũng lợi dụng mộng huyễn ngụy tổ đồng tiến hành tăng phúc công kích của hắn tính cũng đem tăng lên rất nhiều. Thần mâu. Phục chế. Mắt thấy mộng cảnh không gian sẽ phải vỡ vụn, triệu phong mắt trái, ngừng mắt nhìn tại thiên chủ trên thân hình. Ô, ô, n, dê vù vù một đạo mộng huyễn sóng ánh sáng, nháy mắt xuyên thấu thiên chủ thân thể, đem kia thái cổ tộc huyết mạch kết cấu, phân tích thấu triệt. Theo lẽ thường nói, triệu phong đúng không khả năng phục chế thiên chủ thái cổ tộc huyết mạch, suy cho cùng thiên chủ thái cổ huyết mạch, là so với chỉ một thần mâu còn cao cấp hơn nhưng là đối với mộng huyễn ngụy tổ đồng tới nói hết thảy đều không thể theo lẽ thường tới huống hồ bây giờ mộng cảnh còn chưa vỡ vụn tại mộng cảnh không gian bên trong triệu phong mộng huyễn bản nguyên lực lượng đem phát huy đến lớn nhất thần mâu phục chế mộng tưởng thành thật mộng cảnh không gian trưởng khống lực ba người kết hợp ông ông triệu phong bốn phía một cổ mộng huyễn hải lưu trong bỗng nhiên cuồn cuộn ra một tia kim ngân huyết dịch, tản ra lệnh vạn vật hoảng sợ huyết mạch khí tức. Lập tức, này cổ huyết dịch càng ngày càng nhiều, cũng thấm vào triệu phong thân thể. Bên kia, thiên chủ bỗng nhiên cảm thụ được thái cổ tộc huyết mạch khí tức. Hắn tính toán làm cái gì? Thiên chủ thâm trầm nhìn chồng chọc triệu phong một mắt. Tại mộng cảnh không gian bên trong, triệu phong sáng tạo thái cổ tộc huyết mạch cũng không có ý nghĩa đi, suy cho cùng mộng phá vỡ thời gian, trong mộng hết thảy đều sẽ tiêu thất. Hắn đối với mộng đạo cũng có nghiên cứu, ở trong mộng cảnh có khả năng ảnh hưởng địch nhân cũng giết chết địch nhân, nhưng mộng cảnh hiệu quả vô pháp cải biến tự mình, không phải ảo tưởng tự mình trở thành chúa tể, mộng sau khi tỉnh lại chẳng phải thật thành chúa tể. Thái cổ tộc. Triệu Phong hét lớn một tiếng, thể nội huyết mạch bị thái cổ tộc từ từ thay thế. Quanh một cổ chấn động chư thiên hoang cổ huyết mạch khí tức bắn ra, cũng bản theo kim ngân loạn lưu, phóng lên trời mà triệu phong thân thể cũng ở đây cổ kim ngân lưu quang trong tăng cao trăm trượng cùng thiên chủ chênh lệch không bao nhiêu phá cho ta thiên chủ quát lạnh một tiếng toàn lực bạo phát toàn bộ mộng cảnh không gian tức khắc bị thiên đạo hư ảnh bắn cho phá hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra ra trong mộng cảnh hết thảy đều biến mất thế nhưng triệu phong thần ma thể lại vẫn tồn tại không làm sao có thể thiên chủ sắc mặt run sợ, rung động trong lòng tột đỉnh. Theo lý thuyết, Triệu Phong ảo nghĩ ra được, cần phải theo mộng cảnh cùng nhau biến mất mới đúng. Được. Triệu Phong sắc mặt nhỏ vui, thái cổ tộc huyết mạch, lệnh công kích của hắn tính tăng cường rất nhiều. Oanh phanh một quyền oanh kích mà ra, hôn ám kim ngân thần quang, mãnh liệt nổ bắn ra tới. Tăng cường. Tăng cường. Mộng huyển ngụy tổ đồng vận chuyển, kia kim ngân quan quyền trên, mộng huyễn quang mang vặn vẹo, chợt một quyền này thể tích, bỗng nhiên tăng lớn, uy năng cũng phiên thăng mấy cái tầng thứ. Không có khả năng, ngươi đây là giả thái cổ tộc huyết mạch. Thiên chủ khó mà tin được, sắc mặt có một số điên cuồng, đồng dạng vận chuyển thái cổ tộc huyết mạch, oanh ra một quyền. Oanh phanh nổ rung trời, rung động hư không. Này to khổng lồ nổ vang còn chưa kết thúc, lại là tầm ầm một tiếng, hai người chạm va vào nhau thái cổ thần ma thể không chỉ có gia tăng rồi tính công kích của ta, còn có năng lực phòng ngự cũng tăng cường. Trước, Triệu Phong không dám tới gần quá thiên chủ, lúc này có thái cổ thần ma thể, cộng thêm mộng huyễn bản nguyên đặc thù lực lượng, tới gần thì thế nào? Hơn nữa, Triệu Phong còn phát hiện, thái cổ thần ma thể cùng con mắt của chính mình, đích xác có xuất tiến tác dụng. Chỉ chốc lát sau, giữa hai người này, đều có tăng cường. Đặc biệt là mộng huyễn ngụy tổ đồng, bản thân liền tại không ngừng trở nên mạnh mẽ, thời khắc này lột xác tốc độ nhanh hơn. Oanh âm. Thiên địa rung rung, thiên chủ tàn phá thân hình, theo hỗn loạn trong phong bạo ném ra. Nhưng mà trong chốc lát, thương thế của hắn liền khỏi hẳn. Thương thế tuy rằng khỏi rồi, có thể thiên chủ sắc mặt, lại xuất hiện một vẻ bối rối không biết làm sao. Thiên đạo thần nộ. Thiên chủ bỗng nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, thiên đạo ngụy tổ đồng điên cuồng xoay tròn, thiên đạo chi lực thiêu đốt mà lên. Hắn trên thân hình trắng xám bóng dáng khổng lồ, cũng bốc lên từng trận trắng xám diễm quan, tản ra đáng sợ khí tức uy áp, làm cả phạm trụ không gian đều rung rẩy. Chết! Thiên chủ gào thét một tiếng. Khi trắng xám hình bóng vặn vẹo mà lên, hóa thành một đoàn đoàn trắng xám thần quang, xung kích về đằng trước mà đi. Đây là thiên chủ trước mắt mới thôi, có khả năng phát động công kích mạnh nhất, lấy thiêu đốt đại lượng thiên đạo bản nguyên làm đại giới phát động. Thiên địa mộng huyễn Triệu phong bình thản ung dung, thôi động mộng huyễn ngụy tổ đồng lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm, một tầng mộng huyễn sắc thái hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, tất cả trong thiên địa, đều trở nên lộng lẫy, giống như chỉ có trong mộng mới tồn tại vật hư ảo. Oanh 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 kia một đoàn đoàn đáng sợ trắng xám thần quang, xỏ xuyên qua một vùng thế giới, xỏ xuyên qua triệu phong thái cổ thần ma thể, Sọ xuyên qua kia mộng huyễn bóng dáng khổng lồ. Nhưng mà, Triệu Phong cả người, như trước đứng thẳng tại chỗ, chút nào chưa thương. Dường như, toàn bộ thiên địa ngoại trừ Triệu Phong, hết thảy đều là hư ảo. Nếu là hư ảo, tự nhiên vô pháp đối với Triệu Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo con mắt thức tỉnh, Triệu Phong thấy được rất nhiều tranh họa, hiểu được một chút không người biết chân tướng. Này một chiêu, cũng là trong mắt trái ghi lại, trong nháy mắt đem bốn phía hết thảy biến thành vật hư ảo kết thúc thiên chủ triệu phong nhìn thiên chủ bình thản nói qua không mắt thấy triệu phong đi tới thiên chủ mặc lộ sợ hãi xoay người bỏ chạy lưu lại triệu phong khẽ quát một tiếng thái cổ tộc cùng mộng huyễn ngụy tổ đồng lực lượng vận chuyển đáng sợ một kích quanh ra thời khắc này thiên chủ chiến đấu một lúc lâu thiên đạo bản nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm đặc biệt là trước một chiêu kia tiêu hao rất lớn cứ kéo dài tình huống như thế hắn đã triệt để rơi vào yếu thế không còn là triệu phong đối thủ triệu phong ngươi không giết chết được ta chúng ta đến đây hòa hảo thiên chủ la lớn nhưng vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu không có khả năng triệu phong sắc mặt lãnh đạm thông qua trong mắt trái phong tồn ký ức triệu phong lý giải đến rất nhiều tám đại thần mâu lực lượng là chống đỡ toàn bộ phạm trụ trật tự quy tắc mà thiên chủ mục đích là ly khai mảnh không gian này một khi hắn mang đi tám đại thần mâu lực lượng toàn bộ phạm trụ đích xác sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát oanh ầm triệu phong mỗi lần tiếp cận thiên chủ đều sẽ phát động tấn công mạnh suy yếu thiên chủ thiên đạo chi lực trận này truy sát duy trì liên tục không lâu sau có thể lực lượng của hai người, nháy mắt bỏ chạy khắp hơn nửa mang hoang thần vực. Đều hủy sao? Triệu Phong cúi đầu nhìn thoáng qua. Do hai đại ngụy tổ đồng chiến đấu, toàn bộ mang hoang thần vực đã tan vỡ chia lìa. Liền mang hoang thần vực ở ngoài ngoại vực không gian, tự hồ cũng chịu ảnh hưởng, Triệu Phong không khỏi nghĩ đến đại lục vực, thanh hoa vực. Kết thúc đi. Triệu Phong mắt trái, khí tức càng ngày càng mạnh, thậm chí che lại thiên chủ ngụy tổ đồng bàn tay hắn vung lên, một cái mộng huyễn viên cầu, trôi nổi mà ra. Không. Thiên chủ thân thể run rẩy, kêu sợ hãi gào thét. Có thể hắn giờ phút này hết sức yếu ớt, mà triệu phong so trước càng cường đại hơn, cường đại đến hắn vô pháp phản kháng. Một kích này, hắn vô pháp né tránh. Ô, ô, n, dây kia mộng huyễn viên cầu, đem thiên chủ bao phủ ở bên trong, mà hắn thế nào dãy dụ cũng trốn không thoát tới. Triệu phong, thả ta một con đường sống ta nguyện ý bỏ rơi thiên đạo tổ đồng huống chi mắt trái của ngươi là tổ đồng ngươi là vô địch tồn tại không có bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp được ngươi thiên chủ cầu khẩn hắn đã xác định triệu phong mắt trái là tổ đồng chỉ có như vậy tài năng giải thích triệu phong mắt trái vì cái gì có khả năng nhanh chóng như vậy không ngừng trở nên mạnh mẽ bởi vì kia mắt trái lúc toàn thịnh chính là tổ đồng cấp bậc thời khắc này nó sắp hoàn toàn thức tỉnh. Thiên chủ không phải không thừa nhận, hắn thất bại, hắn không nghĩ tới, trừ hắn ra điều tra ra thiên đạo tổ đồng, còn có một con khác tổ đồng tồn tại. Triệu Phong sắc mặt bình thản, không có bao lớn ba động. Mắt trái của hắn, như Thiên chủ từng nói, đích thật là tổ đồng. Nhưng vào lúc này, sư, phương xa, một chiếc tàn phá không chịu nổi bạch ngân tàu chiến lái tới, một gã già nu cao lớn lão giả từ đó chậm rãi đi ra. Thiên vu Thiên chủ nhìn Vũ Thiên Xu, một mặt vẻ phức tạp. Thiên Xu, ngươi thất bại. Vũ Thiên vu nhìn Thiên chủ, thở dài một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.